Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 17. Họ nói như vậy, đương nhiên những người khác không tiện bỏ về, chỉ đành miễn cưỡng tươi cười, cùng Từ Hiểu Bắc hoàn thành hoạt động đón tân sinh viên. Lý Dục Thần nói, ông Từ, hoạt động của trường họ, mấy người không có văn hóa chúng ta cũng không tham gia nữa nhỉ. Đúng thế, ha ha ha, Từ Thông xoa đầu cười ha ha, hỏi thăm dò, vậy chúng ta tìm chỗ uống trà đi. Được, Lý Dục Thần nói, sau đó nhìn sang Quan Nhã Lệ, bà chủ quan, chúng tôi không bỏ gần tìm xa nữa, bà sắp xếp một chỗ cho chúng tôi đi. Đương nhiên Quan Nhã Lệ sẽ không bỏ qua cơ hội này, Lý Dục Thần không nói, bà ta cũng sẽ sắp xếp phòng bao tốt nhất. Hai vị, đi theo tôi. Quan Nhã Lệ cất bước chân uyển chuyển, duyên dáng đi ra. Ninh Hương và Lâm Mộng Đình không muốn ở lại tham gia tiệc đón tân sinh viên này, dù sao cũng hơi ngại, nhưng Lý Dục Thần và Từ Thông đi uống trà nói chuyện, hai người cũng không tiện đi theo. Thực ra cũng là ý của Lý Dục Thần, bất luận thế nào, họ cũng phải học ở đây, phải hòa nhập với trường, sau này sẽ phải giao tiếp nhiều với những người này. Đình Hương nhìn Lâm Mộng Đình, chị Mộng Đình. Lâm Mộng Đình cũng hiểu ý của Lý Dục Thần, nhếch miệng nói, đừng sợ, sau này chúng ta có thể hiên ngang ở trong trường. Bèn kéo Đinh Hương đi vào đám đông. Đinh Hương chỉ thấy Lâm Mộng Đình nói ra lời chính nghĩa như vậy, khác hoàn toàn với khí chất khuê tú của cô, không nhịn được phì cười. Nhân viên làm việc trong hội sở sớm đã đi vào lôi xác của Trung Thần đi, rồi quét dọn phòng một lượt, làm theo lời dặn của Quan Nhã Lệ, đổi rượu và hoa quả điểm tâm mới. Bầu không khí sôi động như mới, mọi người cũng đi ra khỏi chấn kinh, dường như vừa nấy chỉ là trải qua giấc mộng. Có điều khác là thái độ của mọi người với Lâm Mộng Đình và Đinh Hương, không những khách sáo, mà còn xu nịnh. Những người trước đó đắc tội với Lâm Mộng Đình, lúc này hận không thể tìm lỗ lẻ nào chui xuống. Những người có quan hệ khá tốt với Lâm Mộng Đình, hoặc giữ thế trung lập, trong lòng thấy may mắn. Thế là hai người họ nghiễm nhiên trở thành nhân vật trung tâm của hội trường, thậm chí còn vượt qua cả Từ Hiểu Bắc. Lúc này Từ Hiểu Bắc mới phát hiện, quả nhiên Lâm Mộng Đình có nhan sắc tuyệt mỹ, không phải hai chữ xinh đẹp có thể hình dung được. Quả nhiên không hổ là hoa khôi của trường. Còn Đinh Hương bên cạnh cô, lại không hề thua kém, như sen hồng và mẫu đơn đua nhau khoe sắc, xinh đẹp khác biệt. Từ Hiểu Bắc hơi động lòng. Nhưng gã biết Lâm Mộng Đình và vợ chưa cưới của Lý Dục Thần, cũng không biết chắc quan hệ giữa Lý Dục Thần và Đinh Hương, cũng không dám lỗ mãng. Bản quyền ố kìm nén chút đố kỳ nhen lên trong lòng, Từ Hiểu Bắc không nhịn được thở dài. Quan hệ giữa Vương Văn Tĩnh và Lâm Mộng Đình xấu nhất. Vừa nãy còn sỉ nhục Lâm Mộng Đình nhiều nhất, cho nên lúc này bị lạnh nhạt, không ai muốn nói chuyện với cô ta, cứ như trên người cô ta có virus sẽ truyền nhiễm vậy. Vương Văn Tĩnh cũng hơi hối hận, nhưng việc đã đến nước này, cũng chẳng còn cách nào, chỉ có thể dày mặt đi kính rượu Lâm Mộng Đình và Đinh Hương. Đinh Hương thật thà đơn thuần, dường nhiên không từ chối, Lâm Mộng Đình lại không dễ nói chuyện như vậy, nói với Vương Văn Tĩnh, ly rượu này, cô nên kính Trung Thần, anh ta thay cô chịu tất cả báo ứng. Cô phải cảm ơn anh ta tử tế. Nói xong liền kéo Đinh Hương đi qua ngang vai Vương Văn Tĩnh, để lại hương gió thơm. Mọi người cũng đi xa theo. Một mình Vương Văn Tĩnh ngốc nghếch đứng ở đó, vẻ mặt lúc đỏ lúc trắng. Cảm giác nhục nhã từ gót chân dâng lên, tràn đầy toàn thân như dòng điện. Trong lòng cô ta đầy hối hận, dần dần, hận lấp cả hối. Nhưng, cô ta không có cách nào, thậm chí không dám đáp lại bằng ánh mắt hung ác. Cho dù chỉ là nhìn sau lưng bọn họ. Cô ta biết Lâm Mộng Đình nói đúng, nếu không có Trung Thần, lửa giận của Từ Thông, rất có thể sẽ nhằm vào cô ta. Nghĩ đến cái chết của Trung Thần, Vương Văn Tĩnh không nhịn được run lên. Cô ta bị lạnh nhạt cũng không thể tiếp tục ở lại nơi này. Cô ta đặt ly rượu xuống, xông ra khỏi hội sở, loạng choạng lao vào trong sắc trời đêm. A! À, Vương Văn Tĩnh hét lớn trước hồ tiền đường, mặt hồ lấp lánh ánh sao, chớp mắt. Dường như đang chế nhạo cô ta. Cô ta ngồi xuống, vùi đầu trong hai đầu gối và khuỷu tay, òa khóc đau khổ. Giọng của một người đàn ông vang lên phía sau cô, a, khóc có ích gì. Cảm thấy ấm ức thì nghĩ cách xả giận đi. Vương Văn Tĩnh quay đầu, nhìn thấy Cù Hạo Dân đứng phía sau cô ta. Cô ta cúi đầu, khóc lóc nói, Trung Thần chết rồi, tôi không muốn chết. Cù Hạo Dân nói, Trung Thần là người của cậu Viên, đánh chó phải ngó mặt chủ. Tôi không tin, từ thôn Giang Đông, có thể đấu lại được với nhà họ Viên ở tiền đường. Có lẽ Lý Dục Thần nắm được thóp của Từ Thông, ông ta có thể đánh gãy chân của Từ Hiểu Bắc, có thể giết Trung Thần,
nhưng ông ta không thể nào đánh cược cả tính mạng bản thân ông ta và cả gia tộc vì Lý Dục Thần. Vậy thì có liên quan gì đến tôi? Vương Văn Tĩnh nói, trước mặt họ, tôi chỉ là nhân vật thấp bé. Cù Hạo Dân cười nói, Trung Thần đã chết, cậu Viên thiếu một cánh tay, chỗ thiếu này, cần có người bù vào. Ánh mắt Vương Văn Tĩnh sáng lên, anh nói là, tôi, là chúng ta, Cù Hạo Dân nói. Ở một bên khác của Hồ Tiền Đường, có một tòa nhà cổ to lớn và hùng vĩ, ở đó chính là nhà thờ vua ghi ơn công tích của Ngô Việt Vương Tiền Lưu, cũng là đền thờ ổ tiên của nhà họ Tiền ở Tiền Đường. Ở chỗ không xa đối diện đền thờ tổ tiên của nhà họ Tiền có một sơn trang, tên là Ngô Sơn Thiên Phong, cũng gọi là Sơn Trang Ngô Việt. Ở đó là nhà tổ của nhà họ Tiền ở Tiền Đường, cũng là nơi ở của Tiền Nhược Vọng, gia chủ nhà họ Tiền hiện nay. Lúc này, Tiền Nhược Vọng đang dựa trên người, khẽ thở ra. Hồ Sư Ước ngồi trên ghế bên cạnh, một tay bắt mạch cho Tiền Nhược Vọng, một tay vuốt bộ râu, cau chặt mày. Thấy dáng vẻ đó của Hồ Sư Ước, Tiền Khôn ngồi ở trên ghế khác và Tiền Hân Đồng đứng bên cạnh cũng phải căng thẳng. Tiền Nhược Vọng hết sức nói, ông Hồ, có gì cứ nói thẳng, tôi đã từng này tuổi rồi, trả qua muôn ngàn sóng o gió lớn rồi, còn có gì đáng sợ chứ? Hồ Sư Ước không nói gì, buông tay, mở hòng dụng cụ, lấy kim châm ra, bắt đầu cắm lên cánh tay của Tiền Nhược Vọng. Lát sau, cây kim châm trắng tuyết lại thấp thoáng xuất hiện màu đen. Mọi người kinh ngạc, cùng hỏi, ông Hồ, thế này là sao? Hồ Sư Ước nói, lần trước tôi đến khám. Ông Tiền chỉ là mệt mỏi thích thành bệnh, lại mắc phong hàn, uống mấy thang thuốc điều dưỡng là được. Sau đó cô Tiền nói bệnh tình của ông Tiền nặng thêm, tôi cũng không để tâm, chỉ cho rằng các người không làm theo lời của tôi, uống thuốc không đúng giờ gây ra, nhưng bây giờ thế nào, tôi có thể chắc chắn, ông Tiền đã trúng độc, Hồ Sư Ước rút cây kim châm ra nhìn khí đen bên trên nói. Quan trọng là độc này, tôi không giải được. Tiền Khôn và Tiền Hân Đồng cùng ghé lại. Nhìn cây kim châm trong tay Hồ Sư Ước. Trên kim châm dường như bọc một lớp đen xì, thấp thoáng còn đang chảy, dường như là xương đen sống. Đây là độc gì? Tiền Khôn hỏi. Hồ Sư Ước lắc đầu nói, tôi không biết, độc này chôn giấu rất sâu, không ở kinh mạch, cũng không ở lục. Phủ ngũ tạng, mà ở trong xương cốt. Bây giờ độc tính phát tác, trôi đến kinh mạch, mới bị châm của tôi thử ra được. Cũng chẳng trách hai lần trước không phát hiện ra, có thể chìm trong xương cốt. Từ từ phát tác, độc như này, lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sao lại như thế được, Tiền Hân Đồng hét lên, là ai đã hạ độc ông nội tôi? Tiền Khôn nói, chuyện này từ từ điều tra, bây giờ quan trọng là giải độc. Ông Hồ, ông có cách gì không? Hồ Sư Ước nói, tôi chỉ có thể dùng kim châm ép khí độc nổi lên ra, nhưng không thể giải được độc trong xương. Tiền Hân Đồng tức giận nói, ông Hồ. Ông là danh y đệ nhất Tiền Đường, được gọi là thánh thủ quốc y, ông cũng không chữa được, thiên hạ còn ai chữa được. Có phải ông còn giận tôi, cho nên cố ý nói vậy không? Tiền Khôn quát nói, Hân Đồng, không được vô lễ với ông Hồi. Tiền Hân Đồng trước nay được nuông chiều, không sợ trời không sợ đất, ngay cả ông nội Tiền Nhược Vọng của cô ta cũng hết cách với cô ta. Nhưng cô ta sợ hai người, một là hòa thượng Chí Nhẫn của chùa Thiên Trúc, một người là Tiền Khôn. Tiền Khôn vừa quát, Tiền Hân Đồng liền im miệng. Hồ Sư Ước xua tay nói, không sao, cô Tiền nghĩ cũng không sai. Chỉ là độc này đúng là kỳ lạ, không gốc không rễ, đi thẳng vào xương, ngấm ngầm không phát tác, tôi thực sự lực bất tòng tâm. Cả phòng chìm vào im lặng. Tiền Hân Đồng cũng biết Hồ Sư Ước cũng không chữa được, khả năng lớn cũng không ai chữa được. Nghĩ đến ông nội thương mình như vậy, bất giác đau buồn, đôi mắt đỏ bừng. Tiền Nhược Vọng lại cười trước tiên, nói cũng trách tôi, không chịu tập võ, một lòng dùng văn trị thiên hạ, lớn tuổi sức khỏe không được tốt nữa. Mấy năm nay cố gắng làm gia chủ, sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Anh cả, anh là người tập võ, sức khỏe tốt hơn tôi, tuổi thọ cũng sẽ lâu dài hơn tôi nhiều. Vị trí gia chủ, rất quan trọng, trong vấn bối, tuy có người tài, chỉ sợ cũng không muốn làm trâu bò chăm chỉ, vị trí không dễ truyền, sau khi tôi chết, gia sản tông đường. E rằng vẫn phải dựa vào anh cả chống đỡ gánh vác. Tiền Khôn cau mày, Nhược Vọng, ông đừng nghĩ lung tung. Chỉ là chúng độc thôi mà, thiên hạ không có thuốc độc không giải được, sẽ có cách thôi. Tôi là một võ phu, tôi không làm được việc như gia chủ, hay là ông giao cho Hân Đồng đi. Tiền Hân Đồng chu môi nói, đừng, cháu không, muốn ngày ngày họp hành với các chú các bác đâu.
ông nội nhất định sẽ khỏe lại. Liền nhìn sang Hồ Sư Ước, không còn kiêu ngạo, khách sáo hỏi, ông Hồ, ông là y thánh, ông nhất định có cách, đúng không? Hồ Sư Ước vội nói, cái danh y thánh, tôi không dám nhận. Có điều, độc này, cũng đúng là không phải hoàn toàn không giải được. Ánh mắt của Tiền Khôn và Tiền Hân Đồng cùng sáng lên, hỏi, giải thế nào? Hồ Sư Ước nói, âm dương thập tam châm của nhà họ Hồ, thực ra là châm pháp dịch gân rửa tủy. Vốn dĩ châm pháp đã thất truyền, tôi chỉ học được kỹ thuật sót lại, nhưng thời gian trước cơ duyên trùng hợp, tôi được cao nhân truyền thụ, đã bổ sung toàn vẹn châm pháp thất truyền. Tiền Hân Đồng vui mừng nói, vậy ông Hồ mau thi triển châm pháp cho ông nội tôi đi. Hồ Sư Ước lắc đầu cười khổ nói, dịch gân rửa tủy, cần phải có nội lực cực cường mạnh phối hợp châm pháp mới có hiệu quả. Tôi mới được truyền thụ, châm pháp vẫn chưa tỉnh thông, nội lực lại bình thường, đâu thể ép độc cho ông Tiền. Tiền Hân Đồng nói, ông Hồ không thể, vậy cao nhân truyền thụ cho ông, người đó có thể chứ? Mau nói xem người đó là ai, bây giờ chúng tôi đi mời. Hồ Sư Ước cười nói, cô đã từng gặp người đó rồi. Tiền Hân Đồng ngẩn người, kinh ngạc nói, a, người mà ông nói chắc không phải là anh ta chứ? Nghĩ đến dáng vẻ Lý Dục Thần không chào hỏi một tiếng đã bỏ đi, Tiền Hân Đồng không thể tưởng tượng anh chính là cao nhân truyền thụ châm pháp cho Hồ Sư Ước. Tôi không tin, người này rõ ràng là tên lừa đảo, ông Hồ, tám phần ông bị anh ta lừa rồi. Tiền Khôn nghe thấy Hồ Sư Ước nói đến âm dương, thập tam châm, liền nghĩ đến quỷ môn thập tam châm, nói tôi nghĩ đến một người, người này y thuật vô cùng thần kỳ, vết thương cũ của tôi là do cậu ta chữa khỏi. Nếu cậu ta ra tay, chắc chắn có thể giải được độc này. Tiền Hân Đồng vui mừng nói, ông nội, ông mau nói là ai đi, người mà ông nói chắc chắn đáng tin hơn người của ông Hồ. Hồ Sư Ước thấy Tiền Khôn có sự lựa chọn khác, đương nhiên cũng không tiện tiến cử, huống hồ Lý Dục. Thần có giận Tiền Hân Đồng hay không, có chịu chữa bệnh cho Tiền Nhược Võng hay không, Hồ Sư Ước cũng không dám chắc chắn, ông ta cũng rất hiếu kỳ, Tiền Khôn sẽ tiến cử ai. Nam Giang còn có ai có y thuật còn cao minh hơn Hồ Sư Ước ông ta? Tiền Hân Đồng và Hồ Sư Ước cùng nhìn sang Tiền Khôn, đợi ông ta nói ra tên của người này. Tiền Khôn nói, cậu ta tên là Lý Dục Thần. Nghe thấy ba chữ Lý Dục Thần, Tiền Hân Đồng suýt nhảy lên. Hồ Sư Ước ngẩn người, cười trong lòng nói, ông Khôn, ông và tôi cùng suy nghĩ giống nhau. Ồ, Tiền Khôn kinh ngạc nói, chẳng lẽ người truyền thụ châm mà ông Hồ nói, cũng là Lý Dục Thần. Đúng thế. Hồ Sư Ước kể lại chuyện xảy ra ở Đồng Khánh Đường ban sáng một lượt. Tiền Khôn nghe xong, cười lớn ha ha, nói, Hân Đồng à Hân Đồng, lần này cháu nhìn nhầm rồi, lại còn dám đánh cược với người ta, lần này sợ là mất cả người lẫn tài sản rồi. Ha ha ha, Tiền Hân Đồng đỏ mặt, hờn dỗi nói, ông nội. Tiền Khôn nói, được rồi, ông gọi cho cậu rồi lấy điện thoại ra, định gọi đi. Ông nội. Tiền Hân Đồng do dự một lát, ông chỉ cần hỏi anh ta đang ở đâu, đích thân cháu đi mời anh ta. Lý Dục Thần đang uống trà nói chuyện với Từ Thông trong phòng bao của hội sở, quan nhã lệ đích thân ngồi cùng Từ Thông thả lỏng hơn vừa nấy rất nhiều, ông ta biết mình đã đầu tư thành công. Hôm nay coi như trong họa được phúc, dùng cái chân của con trai và cái mạng của trung thần, đổi lấy cơ hội ngồi uống trà với Lý Dục Thần, ông ta thấy rất đáng. Huống hồ cái chân của Từ Hiểu Bắc chỉ gãy một lúc. Đã được chữa khỏi. Còn trung thần, một tên nhóc không quen biết, vốn chẳng là gì trong mắt Tử Thông, cho dù vì vậy mà đắc tội với cậu ấm nhà họ Viên. Chẳng lẽ nhà họ Viên còn có thể vì tên nhóc đó đến tính sổ với Tử Thông chắc? Kể cả đến thật, Tử Thông cũng không sợ. Minh đến thì tướng ngăn, nước đến thì nước chặn, mãnh hổ giang đông, đâu phải hư danh. Tử Thông chỉ sợ kiểu như Lý Dục Thần, thực sự là ai cầm tia sét, trong một ý niệm. Đã có thể diệt nhà họ Từ. Hơn nữa ông ta đoán chắc, tương lai Lý Dục Thần chắc chắn có thành tựu vĩ đại, bây giờ là lúc rồng bơi chỗ nước cạn, còn có thể bò lên, đợi chân long bay lên trời, thì chỉ có thể ở dưới ngước nhìn thôi. Cho nên ở thành phố cô, ông ta mới không hề do dự là người đầu tiên nói ra khẩu hiệu cậu Lý là nhất. Lý Dục Thần cũng vừa hay thông qua Từ Thông tìm hiểu rất nhiều tình hình của hào môn Giang Đông. Anh còn cố ý hỏi đến Lang Dụ Văn. Từ Thông cũng thừa nhận, Lang Dụ Văn là kỳ tài, có mưu lược và gan dạ phi thường, tiếc là xuất thân bình thường, mà huyền móng mong manh, dã tâm quá lớn, đế quốc thương nghiệp của anh ta đã lay động nên móng của rất nhiều cường hào, cuối cùng bị vây quét. Nếu Lang Dụ Văn bước đi nhỏ hơn chút, vững chắc hơn, hoặc là chịu cúi đầu, không kiêu ngạo,
cũng không đến mức có kết cục sau này, có lẽ bây giờ có khả năng đã trở thành nhà giàu số một Giang Đông. Lý Dục Thần hỏi, nghe nói năm đó tám hào môn Giang Đông liên thủ vây quét Lang Dụ Văn, chắc ông Từ không có trong số đó chứ? Từ Thông cứ cảm thấy lời của Lý Dục Thần có ẩn ý, bất giác chột dạ lo sợ. Tham gia thì cũng tham gia, nhưng tôi không phải chủ lực, ông ta cẩn thận nói, lúc đó, địa bàn kinh doanh của Lang Dụ Văn chủ yếu tập trung ở Giang Bắc, tôi kinh doanh ở Cô Tô và Thân Châu, không trực tiếp cạnh tranh với anh ta. Vậy nhà dẫn đầu vây quét Lang Dụ Văn, là những nhà nào, Lý Dục Thần hỏi. Phần lớn đều là cường hào Giang Bắc, tổng cộng 7-8 nhà, dẫn đầu là nhà họ Trương ở Kim Lăng. Lúc đó nếu Lang Dụ Văn không phải vội công chiếm thị trường Kim Lăng, nhà họ Trương cũng sẽ không đứng ra. Không có nhà họ Trương dẫn đầu, mấy nhà khác cũng không liên kết được, cũng không thể nào đánh sập Lang Dụ Văn. Tôi cùng vì muốn làm quen nhà họ Trương, nên mới tham gia. Quan Nhã Lệ Hiếu Kỳ nói, cậu Lý, sao anh lại có hứng thú với Lang Dụ Văn như vậy? Từ Thông nhìn sang Lý Dục Thần, trong lòng cũng có câu hỏi như vậy. Lý Dục Thần cười ni anh ta làm việc cho tôi. Không giấu hai người, bây giờ. Từ Thông ngẩn người, trong lòng hiểu ra, nói, Lang Dụ Văn có tài gia cát, đang cần một lưu bị. Cậu Lý có được tướng tốt, có lẽ là muốn xây dựng bá nghiệp trên thương trường. Lý Dục Thần cười nói, còn cần ông Từ ủng hộ hết sức mới được. Từ Thông cười ha ha nói, đương nhiên, Từ mỗ sẽ cố hết sức. Chỉ là, những hào môn Giang Bắc phải cẩn thận rồi, ha ha. Hai Quan Nhã Lệ vẫn luôn quan sát, muốn làm rõ giữa Từ Thông và Lý Dục Thần, rốt cuộc là quan hệ thế nào. Từ Thông là người thế nào, đương nhiên bà ta biết rõ, nhưng Lý Dục Thần thâm sâu thế nào, bà ta cũng không nắm chắc. Từ Cao Tử Hạng đến Từ Thông, đều cung kính với anh như vậy, rốt cuộc anh có chỗ dựa gì? Quan Nhã Lệ càng lúc càng hiếu kỳ với Lý Dục Thần. Đúng lúc này, Lý Dục Thần nhận được điện thoại của Tiền Khôn. Tiền Khôn nói bệnh tình của Tiền Nhược Vọng, mời anh đến khám. Đương nhiên Lý Dục Thần đồng ý, anh vẫn phải nể mặt Tiền Khôn. Tiền Khôn bảo anh chờ ở hội sở, chốc nữa có người đến đón anh. Lý Dục Thần cũng không nghĩ nhiều. Hội sở Hồ Tân cách Sơn Trang Ngô Việt không xa, cho nên chỉ lúc sau, Tiền Hân Đồng đã đến. Trợ thủ của Quan Nhã Lệ vội vàng đến báo tin. Cô Tiền. Quan Nhã Lệ nghe nói Tiền Hân Đồng đến, vô cùng kinh ngạc, cô cả Tiền nổi tiếng Tiền Đường, bình thường là nhân vật mà mang kiệu tám người khiêng đến cũng không mời được. Sao Tiền Hân Đồng lại đến hội sở? Quan Nhã Lệ đang định đi ra nghênh đón, Tiền Hân Đồng đã xông vào. Đương nhiên còn có người đầu chọc sáng bóng đi cùng cô ta, Hoa Hòa Thượng. Cô cả Tiền, cô đúng là khách quý, cơn gió nào thổi cô đến đây thế? Quan Nhã Lệ vội vàng đứng lên nghênh tiếp, bà ta không dám chậm trễ, lơ là người của nhà họ Tiền, đặc biệt là cô chủ nổi tiếng khó chịu này. Bà chủ quan, làm phiền rồi. Tiền Hân Đồng mỉm cười với Quan Nhã Lệ, đi thẳng về phía Lý Dục Thần. Vẫn là bộ sườn xám màu trắng, uyển chuyển đi đến, một đóa hoa đào kiều diễm tròn đầy trước ngực, vẻ đẹp. Yêu dị ập đến, khác với ban ngày là, vẻ kiêu ngạo đã bớt đi rất nhiều. Cậu Lý, tôi đến đón anh. Quan Nhã Lệ vô cùng kinh ngạc, lại đến tìm Lý Dục Thần. Bà ta vốn còn đang đoán, tại sao hôm nay Tiền Hân Đồng lại đến đây, nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy chỉ có một khả năng, là nghe nói Từ Thông đang ở đây, nên đến gặp. Nhưng bà ta không ngờ, lại là đến tìm Lý Dục Thần, hơn nữa thái độ đó, đã từng nghe nói cô cả Tiền cung kính với người khác như vậy chưa? Lý Dục Thần cũng không ngờ Tiền Hân Đồng đến đón, cũng phải cười, nói cô không sợ thua cược à? Tiền Hân Đồng kiềm chế sự kiêu ngạo lại nổi lên, bĩu môi nói, tôi còn sợ anh không dám đi đấy. Hoa Hòa Thượng phía sau cô ta nhìn chằm chằm Lý Dục Thần, ánh mắt âm lạnh. Xin giới thiệu, Từ Thông ở Cô Tô, Tiền Hân Đồng, cô cả nhà họ Tiền, Lý Dục Thần giới thiệu cho hai bên. Nghe thấy tên của Từ Thông, Tiền Hân Đồng khẽ nhớn mày, hiển nhiên rất kinh ngạc, không ngờ người ngồi uống trà với Lý Dục Thần là Từ Thông. Ngưỡng mộ đại danh của cô cả Tiền từ lâu. Sớm đã muốn gặp mặt rồi. Không ngờ có thể gặp được ở đây, hôm nay chuyện vui liên tiếp, đúng là ngày may mắn của Từ Thông. Tê Từ Thông cười ha ha nói. Ông Từ nói đùa rồi, ông là mãnh hổ Giang Đông, phải là tôi nói ngưỡng mộ đại danh mới đúng, Tiền Hân Đồng nói. Mời cô cả Tiền ngồi xuống uống trà, Từ Thông dịch sang một vị trí. Quan Nhã Lệ cũng cười đi đến ngồi xuống bầy chén trà, ông Từ và cô cả Tiền đều là khách quý, hôm nay hiếm khi gặp nhau. Ngồi xuống uống một chén đi.
Tiền Hân Đồng nói, ông từ từ xa đến là khách, vốn phải là tôi thể hiện lòng hiếu khách, là hôm nay trong nhà có việc gấp, tôi muốn mời cậu Lý qua, thứ lỗi cho tôi không thể ngồi cùng. Tiền Hân Đồng thanh lịch hào sảng, thái độ bình thản. Từ Thông thầm gật đầu, lòng nhủ không hổ là xuất thân đại gia, so sánh ra, con trai mình kém hơn rất nhiều. Xem ra vẫn phải cần căn cơ gia tộc, thật là tiếc quá, Từ Thông thở dài. Lý Dục Thần vươn vai đứng lên nói, ông Từ, chốc nữa tiệc kết thúc, phiền ông chăm sóc Mộng Đình và Đỉnh Hương, đưa họ về trường. Tôi thất lễ rồi. Từ Thông vội nói, yên tâm đi, cậu Lý, cậu không giao phó, tôi cũng sẽ làm. Lý Dục Thần gật đầu, nói với Tiền Hân Đồng, đi thôi. Tiền Hân Đồng nhìn anh một cái, khẽ nghiêng người, nhường lối đi, để Lý Dục Thần đi trước, mình bước nửa bước, rồi đi theo sau. Hoa Hòa Thượng chọc đầu lại lùi lại nửa bước. Nhìn ba người rời đi, trong mắt Quan Nhã Lệ lóe lên hào quang kỳ dị, trong lòng càng hiếu kỳ, cậu Lý này, rốt cuộc là người thế nào, không những Cao Tử Hạng và Từ Thông kính anh như thần, hôm nay nhà họ Tiền cũng xuất hiện. Bà ta đang nghĩ, nếu vừa nãy ở phòng vọng hồ, người đến trước không phải là Từ Thông, mà là Tiền Hân Đồng thì sẽ thế nào? Nghe nói tính cách của cô cả Tiền này không phải nóng tính bình thường, những người chọc vào cô ta, không biết có bao nhiêu người chết trong tay Hoa Hòa Thượng bên cạnh cô ta rồi. Trong lòng Từ Thông cũng sôi sục, thầm thấy may, mắn mình quyết đoán, ngồi trực thăng đến, nếu đến muộn một bước, hậu quả không thể tưởng tượng. Vừa nãy ông ta nghe rất rõ, Tiền Hân Đồng nói trong nhà có việc, muốn mời Lý Dục Thần qua đó. Chuyện nhà của nhà họ Tiền, xem ra cậu Lý cũng có giao tình khá sâu với nhà họ Tiền. Đến Sơn Trang Ngô Việt, Tiền Khôn và Hồ Sư Ước, đều đứng đón dưới bia đá Ngô Sơn Thiên Phong. Mọi người chào hỏi nhau, cũng không nhiều lời. Trực tiếp đến phòng của Tiền Nhược Vọng. Tiền Nhược Vọng nhìn thấy Lý Dục Thần trẻ như vậy, chẳng trách cháu gái này sinh nghi ngờ, coi người ta là tên lừa đảo, nếu không phải Tiền Khôn và Hồ Sư Ước đều vô cùng tôn sùng Lý Dục Thần, Tiền Nhược Vọng cũng khó tránh phải nghi ngờ. Lý Dục Thần đặt tay lên mạch của Tiền Nhược Vọng, lập tức cau mày. Ông Tiền trúng độc rồi. Trước đó, không có ai nói cụ thể bệnh tình của Tiền Nhược Vọng cho Lý Dục Thần. Tiền Khôn và Hồ Sư Ước không nói. Là cảm thấy Lý Dục Thần có thể nhìn ra, nói ra trước, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của anh. Tiền Hân Đồng không nói, là muốn xem rốt cuộc Lý Dục Thần có lợi hại như Tiền Khôn và Hồ Sư Ước nói không. Đương nhiên cô ta hy vọng Lý Dục Thần có thể chữa khỏi bệnh của ông nội, nhưng trong lòng vẫn thầm có suy nghĩ hy vọng Lý Dục Thần gây ra trò cười lớn. Bây giờ cô ta phát hiện, hôm nay người gây trò cười lại là bản thân cô ta. Khi nghe thấy Lý Dục Thần nói hai từ, trúng độc. Mọi người trong phòng đều chấn kinh. Hồ Sư Ước tiêu tốn không ít thời gian, vừa bắt mạch, vừa dùng kim châm thử độc, cuối cùng mới đoán định Tiền Nhược Vọng trúng độc. Lý Dục Thần chỉ khẽ đặt lên cổ tay, thì đã biết ngay. Chênh lệch về mặt y thuật, hiển nhiên không phải chỉ một chút. Anh Lý, độc này có giải được không? Tiền Hân Đồng hoàn toàn không còn kiêu ngạo, liên quan đến an nguy tính mạng của ông nội, cô A trở nên cung kính và cẩn thận, chỉ sợ Lý Dục Thần không vui. Quay đầu bỏ đi. Giải được, Lý Dục Thần gật đầu nói. Tiền Hân Đồng thở nhẹ nhõm, anh Lý, vậy phiền anh rồi. Lý Dục Thần nhìn sang Hồ Sư Ước nói, ông Hồ, thập tam châm của nhà họ Hồ cũng có thể giải được. Độc này mà. Hồ Sư Ước xấu hổ nói, độc này ở xương cốt, cần dựa vào nội lực cực mạnh, dùng châm ép độc ra từ xương cốt. Tôi đã lớn tuổi, tuy biết châm pháp, nội lực lại không đủ, thực sự hổ thẹn với ơn truyền châm của cậu Lý. Cũng hổ thẹn với liệt tổ liệt tông của nhà họ Hồ. Lý Dục Thần vừa nghe, cười nói, ông Hồ, ông nặng lời rồi. Nhưng chẳng lẽ ông không nghĩ, nội lực có thể truyền sao? Nội lực của ông không thâm sâu, nhưng ở đây có người nội lực thâm hậu đấy. Nói xong liền cười hi hi nhìn sang Tiền Khôn. Tiền Khôn đã từng có thực lực vô hạn gần đến tông sư, đây cũng là lý do mà ông ta có địa vị và được tôn sùng ở nhà họ Tiền và Tiền Đường, được người khác gọi là ông Khô. Chỉ là sau này bị thương, công lực giảm mạnh. Giờ đây được Lý Dục Thần chữa trị, công lực đã hồi phục đến 8-9 phần so với trước đây, chỉ là tuổi đã cao, muốn đột phá tông sư thì không có khả năng lắm, nhưng cũng là lực thực hóa kình đỉnh phong. Đương nhiên Tiền Khôn hiểu nguyên lý của truyền nội lực, nhưng đó là dùng cho võ đạo, còn dùng cho châm cứu chữa bệnh, ông ta chưa từng nghe nói. Ông ta nhìn sang Hồ Sư Ước. Hồ Sư Ước ngẩn người, đột nhiên vỗ trán, ôi trời! Cậu xem tôi già hồ đồ rồi, sao lại không nghĩ đến chứ? Châm pháp,
vốn là cách dẫn chân khí, tôi có thể cắm châm cho bệnh nhân, cũng có thể cắm châm cho mình, chỉ cần ông Khôn truyền chân khí cho tôi có thể dùng châm pháp truyền chân khí đến trong cơ thể bệnh NS Hồ Sư Ước vui mừng, vén tay áo định cắm châm cho mình. Lý Dục Thần giữ ngăn cánh tay của ông ta nói thôi, đây chỉ là pháp môn rẻ tiền, sẽ có nguy hiểm nhất định cho người thi triển châm pháp, ông biết là được, không cần phải làm, không dùng đến thì tốt hơn. Hồ Sư Ước gật đầu nói, đúng đúng đúng, có cậu Lý ở đây, đương nhiên không cần tôi thể hiện. Lý Dục Thần nói, ông Hồ, thực ra còn có một cách nữa, không cần dẫn khí, chỉ dùng châm pháp cũng có thể đuổi độc. TH, Hồ Sư Ước vừa nghĩ hoặc, trong lòng lại vui mừng, biết Lý Dục Thần đang truyền thụ y đạo, xin cậu Lý chỉ dỡ. Lý Dục Thần nói, độc mà ông tiền chúng phải, nhìn bề ngoài, là nhập lên xương cốt, là độc vào xương, nhưng nguồn gốc của nó không phải ở xương. Xương thông não, giấu ở hồn, nói thẳng ra, đây là một loại hồn thuật. Hồn thuật. Đúng thế, hồn thuật là thuật pháp thuần sớm nhất, sau này xuất hiện biến dị, có những hồn thuật nằm ở giữa pháp thuật và dùng độc. Độc của ông Thiên chính là loại này. Chính vì ở giữa hai bên, hồn thuật vô cùng khó giải, thuật pháp thông thường có thể đuổi tà của nó, không thể giải độc của nó. Y thuật bình thường lại có thể giải độc chạy vào kinh mạch, không thể trừ tà. Ông Hồ có thể nhìn ra độc giấu trong xương, nghĩ đến cách dùng châm dẫn khí để giải độc, đã là rất giỏi rồi. Vậy phải làm thế nào mới tốt? Hồ Sư Ước hỏi. Lý Dục Thần cười nói, quỷ môn thập tam châm đến từ thuật trúc do. Quỷ cũng là hồn, châm pháp này không chỉ có thể nhằm vào thực tại cơ thể con người, còn có thể nhằm vào hư vô của hồn thể. Tổ tiên nhà họ Hồ các ông có được châm pháp này, đặt tên nó là âm dương, cũng là ý này. Chỉ cả âm dương, chính là chỗ huyền diệu của nó. Thì ra là vậy, Hồ Sư Ước có được thu hoạch, gật đầu liên tiếp, vội hỏi, cụ thể phải làm thế nào? Xin cậu Lý chỉ cách. Lý Dục Thần gật đầu, nhìn một vòng quanh phòng, sau đó nhìn Tiền Hân Đồng, hỏi, con gái các cô chắc hồi nhỏ cũng thích đồ chơi như búp bê phải không, không biết cô Tiền có không? Tiền Hân Đồng ngạc nhiên, anh hỏi nó làm gì? Lý Dục Thần nói, thời gian trước tôi đã phá thư thuật đinh đầu tiễn của một phu sư. Sách đinh đầu tiễn, có thể lấy hồn phách của người cách ngàn dặm. Cách rửa hồn trong quỷ môn châm pháp, cách làm khác nhau nhưng hiệu quả giống nhau. Tiền Hân Đồng nghe không hiểu, nhưng cảm thấy rất thú vị, bèn nói, anh đợi chút. Nói xong quay người đi, một lát sau, cầm đến một con búp bê bằng vải nhung dễ thương. Con búp bê này rất tinh tế, cũng rất sạch, còn tỏa hương thơm. Lý Dục Thần nhìn búp bê, rồi lại nhìn Tiền Hân Đồng, không khỏi mỉm cười. Quả nhiên là con gái, cô cả nhà họ Tiền bề ngoài kiều diễm bá đạo, cũng có trái tim non nớt màu hồng. Tiền Hân Đồng thấy anh cười, hơi đỏ mặt, hờn giận nói, cười cái gì, còn không mau giải độc cho ông nội tôi đi. Những người khác cũng hiếu kỳ nhìn Lý Dục Thần, muốn biết anh dùng một con búp bê giải độc như thế nào. Lý Dục Thần đi đến bên giường, đặt búp bê lên đầu. Giường, bảo Tiền Nhược Vọng ngồi dậy. Sau đó hai tay cùng lấy ra ngũ hành châm. Tay phải cắm một châm vào huyệt bách hội của Tiền Nhược Vọng, đồng thời tay trái cắm châm vào huyệt bách hội của búp bê. Như vậy, anh thực hiện hai bên trái phải, hai tay không ngừng, cắm châm vào mười mấy huyệt như huyệt bạch hội, huyệt thừa linh, huyệt thần đình trên đầu Tiền Nhược Vọng. Mỗi lần tay phải cắm châm lên người Tiền Nhược Vọng, tay trái cũng phải cắm châm trên cùng vị trí trên người búp bê vải. Như vậy, tổng cộng cắm 30 châm. Người khác không hiểu, nhưng Hồ Sư Ước lại hiểu. Lý Dục Thần sử dụng thủ pháp âm dương thập tam châm, nhưng phương thức thi triển, ông ta lại chưa từng nghĩ đến. Hồ Sư Ước càng nhìn càng kinh hãi, rất nhiều điểm không hiểu trước đây, lúc này lại hiểu thông tỏ. Cắm 30 châm xong, Lý Dục Thần dừng tay. Kim châm cắm trên người Tiền Nhược Vọng nổi khí đen, ẩn như mực nhạt. Điều thần kỳ là, cây châm trên người búp bê bên cạnh cũng nổi lên khí đen. Điều khác là, khí đen trên cây châm của Tiền Nhược Vọng là từ dưới lên trên. Còn khí đen trên người búp bê là từ trên xuống dưới. Người bên cạnh đều nhìn ra, khí độc đang dịch chuyển. Độc trên người Tiền Nhược Vọng đang được dịch chuyển lên người búp bê qua cây châm thần kỳ này. Chỉ thấy khí đen trên châm vàng trên người Tiền Nhược Vọng nhạt dần, còn châm trên người búp bê vải dần dần biến thành châm đen. Cơ thể của búp bê vải cũng phủ một lớp khí đen dày đặc, đặc biệt là đôi mắt đó, khí đen dày đặc, dường như vật sống. Qua khoảng mười mấy phút, búp bê đột nhiên động đậy. Khí đen bên trên lay động, hiện ra vẻ đau khổ, dường như đang giãy giụa muốn thoát khỏi cái gì. Lý Dục Thần mau chóng rút châm trên người Tiền Nhược Vọng và búp bê.
Trong đầu mọi người bỗng nghe thấy một tiếng kêu kỳ lạ, như tiếng khóc của trẻ sơ sinh, lại như tiếng cười của trẻ con. Sau đó, búp bê vải đó bay lên. Lý Dục Thần tung ra một cây châm vàng, hóa thành kim quang, xuyên qua búp bê vải, đóng nó lên tường. Toàn thân búp bê bao phủ một lớp khí đen, khuôn mặt lộ ra vẻ đau đớn, treo trên người giấy giụa. Tiền Hân Đồng nhìn thấy cảnh này, cả người ớn lạnh. Bình thường cô ta luôn ôm búp bê này đi ngủ, đột nhiên nó sống, cô gái nào chấp nhận được? Sau này còn ngủ thế nào? Búp bê không thể biến thành vật sống, cũng không cử động, vấn đề là ở lớp khí đen phủ trên người búp bê. Khí đen từ đâu ra? Mọi người đều nhìn rõ ràng, nó được ép ra từ trên người Tiền Nhược Vọng. Cũng có nghĩa là, thứ này trước đây vẫn luôn ở trong cơ thể Tiền Nhược Vọng, nói một cách chính xác, là ở trong não của ông ta. Tiền Nhược Vọng cảm thấy cơ thể của mình đột nhiên trống rỗng, như thiếu đi thứ gì đó, lập tức nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thiên hạ lại có kỹ thuật như vậy, cậu Lý đúng là thần. Tiền Nhược Vọng muốn xuống giường cảm tạ Lý Dục Thần. Lý Dục Thần dìu ông ta, nói, hồn thể của ông mới liền, vẫn phải chú ý nghỉ ngơi, ít nói ít cử động. Tiền Nhược Vọng gật đầu, nói với Tiền Khôn, anh cả, ông thay tôi tiếp đãi cậu Lý chu đáo. Tiền Khôn thấy Tiền Nhược Vọng không sao nữa, vô cùng vui mừng, nói yên tâm, cậu em Lý là do tôi gọi đến, tôi sẽ tiếp đãi thật chu đáo. Lý Dục Thần xua tay, đừng khách sáo. Tôi cảm thấy mọi người vẫn nên suy nghĩ kỹ xem là ai hạ độc ông Tiền thì hơn. Lời vừa được nói ra, Tiền Khôn cũng cau chặt mày. Cậu em Lý, cậu đã nhận ra đây là hồn độc, có thể nhìn ra lai lịch của nó không? Lý Dục Thần nhìn búp bê vải trên tường một cái, ni lồn thuật bắt nguồn từ vu thuật, rất nhiều biến dị, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là ba môn thần, cổ, dáng, hình nộm. Theo tôi thấy độc trên người ông Tiền, rất giống với thuật hình nộm mà Nhẫn Tông Đông Doanh sử dụng. Nhẫn Tông, Tiền Khôn hiểu ra nói, hừ, đám xúc sinh Đông Doanh thật không biết xấu hổ, dùng nhẫn thuật đánh lén còn chưa đủ, bây giờ còn hạ độc. Thuật hình nộm cũng là một loại của nhẫn thuật, Lý Dục Thần nhớ đến Lâm Thiếu Bình, bèn nhắc nhở nói, mọi người phải cẩn thận một chút, dạo này Thiên Nhẫn Tông rất có thể sẽ phái cao thủ đến Hoa Hạ. Ông Tiền trúng độc vào lúc này, cho, thấy có lẽ họ đã đến rồi. Sách mặt Tiền Khôn nghiêm lại, trầm giọng nói, ở Đông Doanh, chúng tôi cũng không sợ họ, huống hồ đến Hoa Hạ. Binh đến thì tướng ngăn, nước đến thì đất chặn, thực sự coi Hoa Hạ chúng ta không có người sao. Lý Dục Thần gật đầu nói, ông anh nói rất hay. Sau này nếu gặp phải nhãn giả Đông Doanh, có cần đến tôi, xin cứ lên tiếng. Thực lực mà Lâm Thiếu Bình thể hiện ra khiến anh có chút lo lắng, nếu Thiên Nhẫn Tông phái ra cao thủ cấp đột nhẫn, lại dùng nhẫn thuật đánh lén, sợ rằng nhà họ Tiền sẽ thiệt lớn. Tiền Khôn cười nói, tôi biết thân thủ của cậu em Lý lợi hại, lúc cần thiết, tôi tự khắc sẽ mời cậu em ra tay. Nhưng ở Tiền Đường, nhà họ Tiền vẫn không đến mức bị mấy tên sói đó dọa sợ. Đi thôi, cậu em, hôm nay tôi mời cậu uống rượu, chúng ta không say không về. Trong lòng Lý Dục Thần còn nhớ đến Lâm Mộng Đình và Định Hương, tuy đã trải qua tiệc đón tân sinh viên, sau này ở trường học có lẽ không ai dám chọc vào họ, hơn nữa hôm nay còn có Tử Thông ở đó, không cần lo lắng vấn đề an toàn. Nhưng ai biết Phiên Thế Kiệt liệu có dở trò gì không? Không đi xem một cái, anh không yên lắm. Viên Thế Kiệt, nên cho người nhà họ Viên nhớ kỹ cả đời rồi. Lý Dục Thần vốn không muốn động đến nhà họ Viên sớm như vậy. Nhà họ Viên là một trong ba thế gia Tiền Đường, nhưng không bằng nhà họ Triệu và nhà họ Cha ở thành phố Hòa, đến nhà đánh một trận, đương nhiên sảng khoái, nhưng chưa chắc có thể có được kết quả như Lý Dục Thần mong muốn. Anh muốn lợi dụng nhà họ Viên để làm bước nhảy vọt, tạo ra hào môn thuộc về mình, hào môn họ Lý. Nhà họ Viên là con cá voi. Hiện giờ tập đoàn Kinh Lý vẫn chỉ là con cá nhỏ. Lý Dục Thần muốn dùng con cá nhỏ này ăn thịt con cá voi nhà họ Viên. Ông anh, tôi còn có việc quan trọng, tôi ghi nhớ bữa rượu này rồi, lần sau chúng ta uống hết mình. Lý Dục Thần nói xong liền cáo từ người nhà họ Tiền. Tiền Khôn cũng không níu giữ chỉ nói với anh, sau này bất kể anh làm gì, chỉ cần lên tiếng, trên dưới nhà họ Tiền nhất định hỗ trợ hết sức. Lý Dục Thần đang định đi. Bỗng nghe Tiền Hân Đồng gọi lại, khoan đãi. Lý Dục Thần nhìn cô ta, cô Tiền có việc gì? Anh đợi tôi một chút. Tiền Hân Đồng đột nhiên chạy ra ngoài. Hoa Hòa Thượng sầm mặt, ánh mắt nhìn Lý Dục Thần hăm hằm vô cùng. Một lát sau, Tiền Hân Đồng quay lại, trong tay cầm một túi tài liệu. Cô ta mở túi trước mặt Lý Dục Thần, lấy ra một xấp văn kiện từ bên trong.
Tôi tự nguyện đánh cược tự chịu trách nhiệm, ở đây là tất cả tài sản cá nhân của tôi có 2 căn nhà, 30 triệu tiền mặt, và cổ phiếu trước tính 600 triệu, còn có. Tiền Hân Đồng cau mày, cắn môi, lồng ngực phập phồng, đóa hoa đào lóe lên dị thường. Còn cả tôi, sau này cũng là của anh. Lý Dục Thần hơi ngẩng người nói, tôi đã có vợ chưa cưới rồi. Khẽ lắc đầu, rồi bỏ đi không quay đầu lại. Tiền Hân Đồng nhìn bóng lưng của Lý Dục Thần, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất ấm ức, muốn khóc khó hiểu. Nhưng tính cách quật cường không cho phép cô ta rơi nước mắt. Cô ta hầm hầm dậm chân, hét nói, Lý Dục Thần. Đồ khốn, anh sẽ phải hối hận. Nhưng, chỉ có giọng của cô ta, cùng với gió trời Ngô Sơn, vang vọng khắp trong rừng núi đầu thu. Lý Dục Thần sớm đã đi ra khỏi cửa nhà họ Tiền, biến mất trong sắc đêm. Trên bầu trời có vầng trăng chiếu sáng tiền đường, trải khắp núi non đều là ánh trăng. Lý Dục Thần rời khỏi sơn trang Ngô Việt, giữa đường gọi điện cho Lâm Mộng Đình, được biết họ đã về trường học bình an, anh mới yên tâm. Họ đã về trường, cũng không cần đi xem nữa, cũng không thể sống trong trường, ngày ngày bảo vệ bên cạnh họ. Lý Dục Thần dặn dò mấy câu, bảo Lâm Mộng Đình và Đinh Hương đừng hoang phí tu hành, mỗi ngày đều phải kiên trì ngồi thiền luyện công. Tắt máy, anh định đến quán Ba Hương Thảo tìm Mã Sơn. Đã muộn như vậy rồi, Mã Sơn cũng không gọi điện hỏi, xem ra là vẫn đang trò chuyện rất vui vẻ. Lý Dục Thần không khỏi bật cười, nghĩ đi sớm liệu có làm phiền đến Mã Sơn không, nên dứt khoát đi chậm chậm. Anh rẽ vào một khu nhà dẫn cổ xưa bên cạnh. Nơi này đều là tòa nhà cũ thời Minh Thanh, tuy dân cư kiểu cũ hai bên được cải tạo thành hàng quán kinh doanh, nhưng vẫn giữ được hơi thở nho nhã. Cửa ngõ trong sắc đêm vô cùng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ được tiếng thở của mình. Ánh trăng chiếu lên mặt đường lát đá xanh, không như thủy ngân tỏa ra, lại thêm đèn đường của hoàng hôn ánh mờ. Mờ, giống như một cuộn tranh cổ xưa. Phía sau vang lên tiếng bước chân, rất khẽ nhưng không thoát khỏi đôi tai của Lý Dục Thần. Anh dừng chân quay người, thì nhìn thấy cái đầu chọc bóng sáng, dưới ánh trăng, phản chiếu ánh lạnh toát, lộ ra sát khí không hề che đậy. Tại sao anh đi theo tôi? Lý Dục Thần hỏi. Tại sao anh từ chối? Hoa Hòa Thượng hỏi lại. Cái gì? Lý Dục Thần ngẩn người, nhất thời không hiểu ý của anh ta. Anh không nên từ chối, cô gái đẹp như vậy, trên đời không có đàn ông nào có thể từ chối. Hoa Hòa Thượng dường như tự lẩm bẩm, cô ấy rất giận. Tôi từng thề, tuyệt đối không tha cho bất kỳ người nào chọc giận cô ấy. Lý Dục Thần hiểu ra, Hoa Hòa Thượng đến vì Tiền Hân Đồng. Chẳng lẽ anh muốn tôi chấp nhận cô ta, để cô ta trở thành người phụ nữ của tôi? Chỉ cần cô ấy muốn, trên khuôn mặt của Hoa Hòa Thượng lóe lên vẻ đau khổ. Ha, ha, Lý Dục Thần vỗ trán của mình, đúng là không còn lời nào để nói, không ngờ con người anh còn có tình cảm kỳ lạ như vậy. Nhưng tôi không thích, vậy thì tôi giết anh. Vậy sao, Lý Dục Thần nhìn cánh tay giấu trong tay áo của Hoa Hòa Thượng, đao của anh đúng là rất nhanh, nhưng tôi từng thấy đao còn nhanh hơn anh. Người ta đang khiếm tốn làm đầu bếp. Hoa Hòa Thượng cau mày, anh quen biết sư huynh Vinh khoái đao của tôi. Lý Dục Thần không khỏi ngạc nhiên, sư phụ Vinh là sư huynh của anh. Tôi nghĩ huynh ấy đã chết, Hoa Hòa Thượng nói, nghe nói năm đó Vinh Môn gặp nạn, cao thủ chết hết, không ngờ huynh ấy vẫn còn sống. Chẳng phải anh vẫn còn sống đó sao? Tôi sớm đã không phải là người của Vinh Môn. Trong mắt Hoa Hòa Thượng lóe lên vẻ cô đơn. Bắt đầu từ lúc sư phụ đuổi tôi ra khỏi sư môn, sống chết của Vinh Môn cũng không liên quan đến tôi nữa. Thì ra là một người có cả câu chuyện. Sư phụ Vinh cũng có câu chuyện. Xem ra, cao thủ còn lại của Vinh Môn, có lẽ chỉ còn hai người họ. Lý Dục Thần nghe được ra, Hoa Hòa Thượng ngoài miệng nói sống chết của Vinh Môn không liên quan đến anh ta, nhưng trong lòng vẫn coi mình là người của Vinh Môn, nếu không cũng sẽ không nhận người sư huynh như sư phụ Vinh. Tôi có thể đưa anh đi gặp ông ta, Lý Dục Thần nói, Vinh Môn không còn lại nhiều người nữa phải không, hai người nên gặp nhau vui vẻ. Hoa Hòa Thượng nhướng mày, hừ lạnh lùng nói, anh không cần dùng việc này để làm lòng tôi dao động, lúc tôi xuất đao, tâm như nước ngừng, bất cứ việc gì cũng không lay động được tôi. Lý Dục Thần cười, không để bụng. Anh cảm thấy anh nhất định có thể giết được tôi. Vinh khoái đao được sư phụ chân truyền, đao pháp của huynh ấy có lẽ thẳng tôi. Nhưng huynh ấy chưa chắc hiểu được giết người hơn tôi. Chẳng phải ban ngày anh đã thử rồi sao, đao của anh rất nhanh, nhưng không giết được tôi. Ban ngày chỉ là một đao, không phải là đường đao nhanh nhất của tôi. 9 mét Lý Dục Thần không khỏi hiếu kỳ.
Một đao đó của Hoa Hòa Thượng lúc sáng đã rất nhanh, gần bằng với sư phụ Vinh. Có điều sư phụ Vinh dùng đao thái, còn Hoa Hòa Thượng dùng dao nhỏ, so sánh ra, tốc độ như nhau, rõ ràng công lực của sư phụ Vinh thâm hậu hơn. Nhưng Hoa Hòa Thượng nói còn có thể nhanh hơn, thì rất giỏi rồi. Vậy anh ra tay đi, tôi xem anh nhanh đến mức nào. Được, Hoa Hòa Thượng đi lên trước một bước, nể tình anh chữa khỏi bệnh cho ông cụ Tiền, tôi nhắc nhở anh một câu. Người khác đều biết ngoại hiệu của tôi là Hoa Hòa Thượng, nhưng ít người biết, tôi còn có một ngoại hiệu, tên là Âm Dương Thủ. Vừa dứt lời, Hoa Hòa Thượng liền ra tay. Tay trái của anh ra rút ra một con dao găm từ trong túi, soạt soạt xoay ba vòng, tay phải vẫn giấu trong tay áo, dậm chân xuống đất, lao về phía Lý Dục Thần, con dao lóe lên ánh sáng trắng đâm về phía cổ họng của Lý Dục Thần cùng với tốc độ cực nhanh, trí nhẫn nói Âm Dương Thủ của Hoa Hòa Thượng là đệ nhất khoái thủ Tiền Đường. Tay trái đâm thẳng, bá đạo hung ác, khoái thủ thực sự lại là tay phải giấu trong tay áo, một âm một dương, một hư một thực. Hoa Hòa Thượng tin chỉ cần anh ta ra tay, rất ít người ở Tiền Đường có thể đỡ được một chiêu của anh ta. Con dao găm đâm thẳng nhanh như chớp điện, thấy lưỡi dao sắc nhọn đã đến cổ họng của đối phương, tay áo cánh tay phải của Hoa Hòa Thượng bỗng nhiên bành to lên, giống như túi gió. Sau đó tay phải thò ra với tốc độ không thể tưởng tượng, lòng bàn tay nằm một lưỡi dao. Ánh sáng trắng chói mắt trực tiếp bản lên bụng của Lý Dục Thần, lại còn nhanh hơn cả con dao găm bên tay trái tung ra trước. Vì ban ngày đã thử tung một đao, không thể nắm bắt được sự nông sâu của Lý Dục Thần, cho nên đòn tấn công này, Hoa Hòa Thượng đã dùng hết sức lực. Khoảng cách gần như vậy khiến anh ta phát huy toàn lực, cho dù là cao thủ hóa kình đỉnh phong cũng rất khó rút lui an toàn. Anh ta dường như đã nhìn thấy dáng vẻ đối thủ phun ra máu tươi và chậm rãi ngã xuống. Nhưng Hoa Hòa Thượng đã đâm vào hư không. Con dao găm đâm thẳng đã cạn lực, dừng ở vị trí cách cổ họng của Lý Dục Thần chưa đến nửa tấc. Chỉ thiếu một chút nữa thôi. Lưỡi dao trong tay phải lóe lên ánh sáng cong, mang theo gió khiến tà áo của Lý Dục Thần lay động, nhưng không thể cắt đến bụng của Lý Dục Thần. Cũng chỉ thiếu chút nữa thôi. Hoa Hòa Thượng thộn người. Ban ngày như vậy, bây giờ vẫn như vậy. Rõ ràng đã tính toán khoảng cách, là đối thủ đã hành động sao? Anh ta không nhìn rõ. Đúng lúc Hoa Hòa Thượng hồ nghi, Lý Dục Thần ra tay thật. Anh giơ tay, bàn tay thành con đao, chém xuống một nhát. Hoa Hòa Thượng cảm nhận được trong đao khí ngưng tụ, dày đặc ẩn chứa sát ý sắc bén. Sinh ra cùng với đao khí, là một cảm giác áp bức mạnh đến không thể tưởng tượng, khiến anh ta không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn đao khí chém xuống. Đao khí không ánh sáng, kẽ ngang không khí ở ngay trước mặt Hoa Hòa Thượng. Không khí dường như rách lìa, xuất hiện khe nứt chân không. Hoa Hòa Thượng bị chân không hút đến, bước chân loạng choạng, miễn cưỡng đứng vững. Lý Dục Thần nhìn anh ta mỉm cười, thế nào, đao của tôi có nhanh hơn anh không? Chân khí thành đao, chém không thành hư, anh là tông sư. Hoa Hòa Thượng không thể tin nổi nhìn Lý Dục Thần, nhưng anh còn trẻ như vậy, làm sao có thế? Làm sao có thể? Hoa Hòa Thượng không ngừng tự lẩm bẩm, bỗng nhiên quỳ xuống trước Lý Dục Thần. Lý Dục Thần sợ giật mình, anh làm gì thế hả? Anh Lý, tôi muốn xin anh hai chuyện, Hoa Hòa Thượng nói. Nói đi, thứ nhất, tôi muốn bái anh làm sư. Lý Dục Thần còn tưởng là chuyện gì, thì ra là muốn học võ công, bèn nói, bái sư thì thôi đi, tôi cũng không phải là người trong võ đạo, nếu anh yêu thích võ đạo, có thể đến quán cơm Giang Hồ thành phố Hòa, sư huynh của anh cũng đang ở đó. Chuyện thứ hai là gì? Chuyện thứ hai, Hoa Hòa Thượng hơi do dự. Nói tuy cô Tiền kiêu ngạo, thực ra là một ngư tâm địa lương thiện. Mấy năm nay không biết có bao nhiêu cậu ấm thế ra theo đuổi cô ấy, nhưng trong mắt tôi, đều là đám chó vàng dế nhũi, không ai xứng với cô ấy. Chỉ có người như anh Lý mới xứng với cô ấy. Hôm nay cô chủ đã đồng ý thực hiện lời hứa, làm người của anh Lý đồng ý đi. Lần này đến lượt Lý Dục Thần thộn người. Đây là việc gì với việc gì hả? Anh không đồng ý, tôi sẽ quỳ không đứng lên. Hoa Hòa Thượng nói, vậy anh cứ quỳ đi. Lý Dục Thần nói xong, quay người bỏ đi, không hề do dự. Hoa Hòa Thượng ngây người ở đó. Hả, đi thật hả? Không giống tiểu thuyết phim truyền hình chút nào sao? Hình 1. Lần này lúng túng rồi. Cứ quỳ tiếp ư, người đã đi rồi, quỳ cho ai xem đây? Đứng lên ư, tốt xấu gì cũng là nhân vật có tiếng tăm trên giang hồ, những lời vừa nói, cũng không thể không làm. Hoa Hòa Thượng khó chịu trong lòng, bực mình thở một hơi, trong bụng sôi sục, dần đào thải ra khỏi cơ thể,
phát ra một tiếng phụt. Khẽ đứng lên, đuổi theo về hướng Lý Dục Thần biến mất trong sắc đêm. Mã Sơn ngồi quán trong ba hương thảo nói chuyện với Trương Diễm Diễm. Nhiều năm không gặp, cảm giác năm đó đã phai nhạt, Mã Sơn cũng chỉ coi cô ta là bạn bè, không có suy nghĩ khác. Nói chuyện như vậy, ngược lại rất thoải mái. Ban đầu Trương Diễm Diễm không muốn nói về chuyện sau khi mình rời khỏi thành phố Hòa, sau đó nói mãi, cũng nói toàn bộ ra như đổ hạt đậu qua ống tre. Năm đó cậu ấm họ Na mà vợt Trương Diễm Diễm ra khỏi quán bar, nghe nói là hậu duệ hoàng tộc triều trước, ra thế bối cảnh rất thâm sâu. Trương Diễm Diễm theo anh ta đến thủ đô, vốn tưởng rằng từ đây chim sẻ biến thành phượng hoàng, được sống cuộc sống sung sướng. Không ngờ, ngay cả cửa nhà cô ta cũng không được vào. Cậu ấm họ Na đó mua một căn nhà ở ngoại thành cho cô A, ban đầu mỗi tuần đều đến thăm cô ta, sau đó biến thành một tháng, rồi sau đó không đến nữa. Em cũng không biết em là vợ mấy, tóm lại chắc chắn không phải bà hai, có lẽ cũng không được tính là bà ba, Trương Diễm Diễm tự chế nhạo, cũng may anh ta còn có chút lương tâm, căn nhà đó đăng ký tên em. Em bán căn nhà đi, nhà ở thủ đô rất giá trị, tiết kiệm một chút, đủ cho em sống nửa đời còn lại. Em bèn đến tiền đường, mở một quán bar nhỏ, ở đây, coi như làm lại công việc cũ, tại sao em không về thành phố Hòa, Mã Sơn hỏi. Về đó làm gì, Trương Diễm Diễm cười khổ, để những người quen biết em cười em ư. Thành phố Hòa không có gia đình của em. Mã Sơn không biết phải nói gì, uống ngụm rượu, hỏi em không liên lạc với cậu ấm đó nữa ư. Không về đó tìm ư, có lẽ người ta cũng gặp phải chuyện gì thì sao. Trương Diễm Diễm cười lạnh lùng một tiếng, em cũng từng an ủi mình như vậy, cũng đi tìm. Em tìm theo địa chỉ mà anh ta từng nói với em, một tòa tứ hợp viện rất lớn. Nhưng vốn không có ai sống ở đó. Người già gần đó nói, khu nhà đó vốn có nhà họ Lý sống, nhưng 20 năm trước, người nhà họ Lý chết hết trong một đêm. Sau này khu nhà đó thuộc về nhà họ Na, nhưng có lẽ người nhà họ Lý chết quá oan khuất, âm hồn bất tán, thường xuyên có ma, người họ Na sống ở đó không bao lâu, đã chuyển đi, giờ mười mấy năm không có ai sống ở đó. Em nói cái gì, Mã Sơn giật lông mày. Hình như nghĩ đến điều gì, trước đây tứ hợp viện đó là của nhà họ Lý ư hai. Về thân thế của Lý Dục Thần, Mã Sơn thấp thoáng nghe Lý Dục Thần nhắc đến, cũng biết Lý Dục Thần đang thực hiện một kế hoạch vĩ đại chấn hưng nhà họ Lý. Trương Diễm Diễm không biết Mã Sơn đang nghĩ gì, nói, nhìn thấy tứ hợp viện có ma đó, em hiểu ra, anh ta chưa từng muốn đưa em đến nhà anh ta. Em không có vị trí trong lòng anh ta, càng không thể nào có vị trí ở nhà anh ta. Con người ấy à? Vẫn phải dựa vào bản thân. Bây giờ một mình em chẳng phải sống vẫn rất tốt ư. Quán ba bên cạnh trường học kinh doanh sớm, trời còn chưa tối, đã liên tục có khách vào, phần lớn đều là sinh viên. Đồ uống của quán ba Hương Thảo khá rẻ, thực sự thích hợp với sinh viên tiêu dùng. Khách đông lên, Trương Diễm Diễm cũng bận hơn. Trong quán ba nhỏ này, ngoại trừ cô ta, chỉ có hai nhân viên phục vụ, đội nhảy là sinh viên của câu lạc bộ thanh nhạc của trường. Cho nên Trương Diễm Diễm phải kiêm các công việc như làm bà chủ, điều chế rượu, thu ngân và tiếp khách. Mã Sơn rất quen thuộc với công việc của quán bar, dù sao cũng rảnh rỗi, liền giúp một tay. Quán bar nhỏ như Hương Thảo vốn rất thoải mái, cũng thường có sinh viên đến làm thêm, vì vậy khách hàng cũng coi Mã Sơn là sinh viên phục vụ. Lúc này rèm cửa được vén lên, một đám người như đám lông bông đi vào, nói ầm ngồi vào quầy bar. Trương Diễm Diễm chào hỏi, các vị. Muốn uống gì? Uống gì? Uống sữa của cô có được không? Một tên lông bông không có ý tốt nhìn chăm chăm thân hình tròn đầy của Trương Diễm Diễm hỏi. Mấy bên còn lại ở đó cười ngặt nghẽo. Trương Diễm Diễm nở nụ cười, ứng phó một cách thuần thục. Đám lông bông gọi mấy ly rượu. Một tên trong đó thử một ngụm, liền nhổ sang bên một bên, gõ mạnh cái ly lên bàn, măng, đây là đồ cho người uống hả? Nước tiểu còn ngon cái loại này của cô. Tiếng nhạc của quán ba Hương Thảo rất nhẹ nhàng du dương, không phải kiểu quá sôi động. Đội nhạc đang diễn một ca khúc mang phong cách dân gian. Giọng của tên lông bông rất lớn, tiếng chiếc ly đập mạnh lên bàn còn nhức tai hơn. Lần này, người trong quán ba đều nhìn sang bên này. Mã Sơn cau mày, mới biết Trương Diễm Diễm làm bà chủ không hề dễ dàng. Mấy tên nhóc lông bông này rõ ràng là đến gây chuyện. Về mặt Trương Diễm Diễm biến sắc. Cầm ly rượu trên bàn về, uống một ngụm hết sạch. Người anh em, rượu không ngon, tôi đổi cho anh ly khác. Các vị muốn uống gì, cứ tự nhiên, tôi mời.
mọi người cùng, sống trên con phố này, tôi chưa từng nộp thiếu tiền bảo kê cho chỗ anh Siêu đâu. Cách xử lý của Trương Diễm Diễm không vấn đề, giữ thể diện cho mọi người, cũng để lại đường lui cho mình, thông thường, đối phương chỉ cần không giáp tâm gây chuyện, uống không vài ly cũng có thể cho qua. Trương Diễm Diễm lại rót một ly mới. Tên lông bông dẫn đầu nhận lấy, uống một ngụm, lại phỉ nhổ xuống đất, đặt mạnh ly rượu lên bàn. Đừng lấy anh Siêu ra dọa tôi, ở đây, chẳng cần biết anh nào hết. Hoặc là pha chế rượu cho tôi, đến lúc tôi hài lòng thì thôi. Hoặc là dứt khoát nằm xuống, dạng hai chân, cho lão đây sướng một cái. Những người bên cạnh đều cười lớn. Hai tên lông bông trong đó đứng lên, đi đến khách khác, giữa đường nhặt một chai bia của một người, rắc rắc đập vỡ, hét lên với khách, giải tán đi. Nhìn gì mà nhìn, muốn xem lão đại bọn tao thịt bà chủ hải đám sinh viên đều kinh sợ, người nào cũng hoảng loạn bỏ chạy. Đội nhạc cũng dừng lại, nhìn về bên này, không biết phải làm thế nào. Mã Sơn đi đến quầy ba, kéo Trương Diễm Diễm ra phía sau, mình đối diện với tên cầm đầu. Người anh em, tôi pha chế rượu cho nhé. Tên lông bông nhìn anh ta từ trên xuống dưới mấy cái, vừa đến quán ba làm phải không, ra mặt thay bà chủ chúng mày hả? Nghĩ xem mình có mấy cái mạng, mạng ấy à, đương nhiên chỉ có một. Mã Sơn trả lời một câu, nhanh nhẹn pha chế một ly rượu, đặt lên quầy, đột nhiên nhổ một bãi nước bọt vào, đưa ly rượu đến trước mặt tên cầm đầu, nói, uống đi. Vãi, muốn chết phải không? Tên cầm đầu đám lông bông đưa tay chỉ vào mặt Mã Sơn mảng lớn. Mã Sơn đột nhiên tóm tay của hắn ta, vặn mạnh, khiến cánh vai của hắn ta vòng lên cổ mình, ép xuống bàn. Sau đó một tay khác nhanh chóng cầm ly rượu trên bàn, đổ mạnh vào trong miệng hắn ta. Đổ hết cả ly rượu vào miệng, Mã Sơn cầm ly thủy tinh không, đập mạnh lên đầu hắn ta. Bành bành hai tiếng, ly thủy tinh đập vỡ tan tành, đối phương cũng vỡ đầu mẻ trán. Máu tươi chảy xuống đất. Đám lông bồng bị khí thế của Mã Sơn dọa sợ, lập tức ngẩn người ở đó, không ai dám động đậy. Mã Sơn cười lạnh lùng một tiếng, đối phó loại người này, thì phải mạnh tay, anh càng nhượng bộ, hắn càng được đà lấn tới. Anh ta cúi đầu nói bên tai tên cầm đầu mặt đầy máu, nhớ kỹ, tao tên là Mã Sơn, tao bảo kê quán này, còn dám đến gây chuyện, tao giết chết mày. Nói xong anh hất hẳn ta khỏi bàn. Tên lông bông lăn lộn dưới đất, ôm đầu hét với Mã Sơn, nhóc con, mày giỏi lắm, mày đợi đấy. Rồi dẫn đám thuộc hạ chạy khỏi quán ba. Mã Sơn biết bọn chúng sẽ còn đến, nhưng chuyện như, đánh nhau, trước nay anh ta chưa từng sợ. Đám lông bông này, cùng lắm chỉ có mười mấy hai mươi tên thôi. Trước đây anh ta đã đánh giỏi, bây giờ theo Lý Dục Thần học võ công thật, thì càng không sợ. Phải đánh đến cho chúng phục thì thôi, mới giúp Trương Diễm Diễm giải quyết triệt để rắc rối này được. Không ngờ bên cạnh trường học cũng có chuyện như này, Mã Sơn nói. Trương Diễm Diễm sợ hãi, nói chị An ở con phố này vẫn khá tốt, lão đại của đây là anh Siêu, mỗi tháng em đều nộp một món tiền cho anh ta, trước đây cũng có chuyện này, bình thường báo tên của anh ta là không sao. Hôm nay mấy tên này cũng không biết có lai lịch gì, em gọi điện cho anh Siêu. Mã Sơn không ngăn cản. Trương Diễm Diễm liền gọi điện thoại cho anh Siêu, nhưng vừa nói vài câu đã bị anh Siêu tắt máy. Sắc mặt Trương Diễm Diễm rất khó coi. Làm sao vậy? Mã Sơn hỏi. Là Tống Tử Kiều, Trương Diễm Diễm nói. Tống Tử Kiều là ai? Con trai của ông chủ tập đoàn Bích Giã Tống Tùng Minh, làm bất động sản. Tống Tử Kiều muốn mua khu phố này để xây dựng lại lần nữa, nhưng mà điều kiện quy hoạch mà hắn ta đưa ra quá kém, rất nhiều hộ dân ở đây đều không đồng ý, mọi người liền cùng nhau chống lại. Tôi cũng tham dự, không nghĩ tới hắn ta sẽ dùng loại thủ đoạn bẩn thỉu này. Mã Sơn nhíu mày. Nếu chỉ là đám côn đồ bình thường thì rất đơn giản, cho dù có bao nhiêu người đến, đánh gục tất cả là được. Nhưng việc này liên quan đến quy hoạch, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Không ngờ ngay ngày đầu tiên chúng ta đã gặp phải loại chuyện này, Trương Diễm Diễm xấu hổ nói, Mã Sơn, anh đi đi, em không muốn gây phiền toái cho anh. Phiền toái đã có rồi, Mã Sơn nói, em cảm thấy anh có thể đi được sao? Nếu không chúng ta báo cảnh sát đi, Trương Diễm Diễm nói. Mã Sơn nói, em tránh được mùng 1, nhưng có thể tránh được 15 sao. Cùng lắm thì đồng ý điều kiện của bọn họ, Trương Diễm Diễm nhìn thoáng qua quán nhỏ do chính mình tỉ mỉ thiết kế và trang trí, khẽ thở dài. Chỉ sợ đã chậm, Mã Sơn nhìn chằm chằm cửa nói. Một chiếc xe van dừng lại ở một chỗ cách ngoài cửa không xa,
có người xuống khỏi xe. Những người này cũng không lập tức tiến vào, mà đứng ở nơi đó, hiển nhiên còn đang chờ người khác. Tập đoàn Bích Giã này có thực lực thế nào? Ở tiền đường có so với được với nhà họ Cao, nhà họ Viên không? Mã Sơn hỏi. Trương Diễm Diễm nhìn Mã Sơn như nhìn quái vật, sao có thể, nhà họ Cao nhà họ Viên đều là gia tộc lớn số 1 số 2 tiền đường, tùy tiện chọn một xí nghiệp. Dưới tay bọn họ cũng đều mạnh hơn tập đoàn Bích Giã. Sao anh lại nghĩ như vậy? Vậy thì không có việc gì, Mã Sơn mỉm cười. Chiếc xe thể thao màu đỏ dừng lại ở cửa, một người trẻ tuổi mặc áo sơ mi hoa đi xuống. Một đám người hộ tống tên mặc áo sơ mi hoa vào quán bar. Có tổng cộng khoảng 20 người, trong tay đều cầm ống tuyếp hoặc gậy bóng chày, một đám hung thần ác sát, khí thế vô cùng đáng sợ. Tên côn đồ vừa rồi bị đánh đã quấn băng gạc trên đầu, đứng bên cạnh tên mặc áo sơ mi hoa, chỉ vào Mã Sơn nói chính là anh ta. Tên mặc áo sơ mi hoa nhìn Mã Sơn, cười hì hì nói, nghe nói mày ngông cuồng lắm đúng không? Cậu nói đúng, tôi rất ngông cuồng, Mã Sơn tựa vào quầy ba, cười hì hì nói. Hiển nhiên đây là lần đầu tiên tên mặc áo sơ mi hoa nghe được có người trả lời như thế, không khỏi sửng sốt một chút, khí thế giảm đi rất nhiều. Cái đồ không biết sống chết, có biết đây là ai không? Tên côn đồ đeo băng gạc trên đầu ra mặt thay chủ nhân của mình. Cậu ta là ai thì liên quan gì đến tôi, Mã Sơn khinh thường nói. Muốn chết, có tên mặc áo sơ mi hoa làm chỗ dựa, tên quấn vải trắng đã to gan hơn vừa rồi, vung tay lên, lên cho tao. Đánh chết nó đi. Một đám côn đồ liền vọt lên. Mã Sơn cười lạnh một tiếng, tùy tay với lấy một cái khăn lau rượu, quấn vải vòng quanh bàn tay, sau đó phóng qua quầy ba, đá một cái vào tên xông lên đầu tiên. Sau đó đoạt được một cái ống tuyếp. Vọt vào trong đám người. Bàn về đánh nhau, Mã Sơn lớn thế này rồi còn chưa sợ hãi bao giờ. Thật ra anh ta cách tên mặc áo sơ mi hoa và tên quấn vải trắng rất gần, nếu là trước kia, nhất định anh ta sẽ xử lý hai người này trước. Cái này gọi là muốn bắt giặc thì phải bắt vua trước. Nhưng sau khi luyện công ở Ngô Đồng Cư nhiều ngày, Mã Sơn cũng rất muốn kiểm tra hiệu quả một chút. Một cái ống tuyếp tung bay cao thấp, máu tươi bắn ra. Anh ta đánh đám người không phải đầu rơi máu chảy thì chính là gãy tay gãy chân. Đám côn đồ này sao có thể là đối thủ của người học. Cổ võ đạo chính tông như Mã Sơn, không bao lâu, 20 người đến đều đã bị đánh ngã, nằm trên mặt đất kêu rên. Mã Sơn dùng lực vào cánh tay, cầm gậy đánh nhiều người như vậy, cơ thể đã sớm lên men, bàn tay cũng run rẩy. Nhưng chỉ trong chốc lát, chẳng những tay đã hết run, cánh tay cũng không còn nhức mỏi nữa. Trong cơ thể còn có một lồng khí rào rạt chuyển động, giống như vẫn còn chưa dùng hết sức lực vậy. Đây là chân khít. Trong lòng Mã Sơn vô cùng vui mừng, cười hì hì nhìn về phía tên mặc áo sơ mi hoa và tên quấn vải trắng. Tên quấn vải trắng đã sớm bị dọa choáng váng, cả người run rẩy. Tên mặc áo sơ mi hoa có vẻ đã quen nhìn cảnh này rồi, mặc dù sắc mặt rất khó coi, nhưng cũng miễn cưỡng coi như gặp nguy không loạn. Hắn ta nhìn Mã Sơn nói. Lý Dục Thần sửng sốt, không rõ anh ta muốn làm gì. Hoa Hòa Thượng đi vào hỏi nhân viên phục vụ, cảnh sát dân những ai đi. Nhân viên phục vụ nói, chỉ có bà chủ và bạn cô ta thôi. Những người khác đâu, Hoa Hòa Thượng lại hỏi. Giàn nhạc đã quay về trường học, hai nhân viên phục vụ khác cũng đi rồi, tôi thấy chỗ này bừa bộn quá, lại nghĩ bình thường bà chủ đối xử với chúng tôi không tệ nên mới ở lại quét tước một chút, nhân viên phục vụ nói. Hoa Hòa Thượng nhíu mày nói, không đúng, nếu xảy ra chuyện ẩu đả bị thương, cảnh sát sẽ không chỉ dẫn hai người đi. Các cậu đều là nhân chứng, ít nhất cũng phải đưa các cậu đi lấy lời khai chứ. Lý Dục Thần lập tức hiểu được, chỉ sợ hai cảnh sát kia là giả. Ở phương diện này, đúng là anh không có nhiều kinh nghiệm bằng người từng trải như Hoa Hòa Thượng. Chờ tôi gọi điện đã. Hoa Hòa Thượng nói xong liền lấy điện thoại ra bấm một dãy số, không nói chuyện gì cả, chỉ nói địa chỉ. Chỉ chốc lát sau, một chiếc xe đã lao đến nhanh như chớp. Một người đi xuống xe, cánh tay và trên cổ đều là hình xăm. Hắn ta chạy lại đây, lấy dáng vẻ gần như nịnh nọt nói với Hoa Hòa Thượng, anh Hoa, sao anh lại đến đây? Hoa Hòa Thượng nâng tay lên tát cho hắn ta một cái. Vương Siêu chính là anh Siêu mà Trương Diễm Diễm nói, khu vực này đều là địa bàn của hắn ta. Nhưng Vương Siêu thấy Hoa Hòa Thượng lại cứ như chuột thấy mèo. Tôi thật sự không biết đây là quán của bạn anh, là Tống Thiếu Gia làm, không có liên quan gì đến tôi cả. Tống Thiếu Gia nào?
Con trai của Tổng Giám đốc Tống Tập đoàn Bích Giã, Tống Tử Kiều. Tống Tử Kiều, Hoa Hòa Thượng suy nghĩ nửa ngày cũng không nhớ ra có người nào như vậy, có người nói vừa rồi có hai cảnh sát đến đây dân người đi, sao lại thế này? Điều này tôi thật sự không biết, Vương Siêu nói, anh Hoa chờ chút, tôi quen với đám cảnh sát chỗ này, để tôi gọi điện thoại hỏi một chút. Hắn ta lập tức lấy điện thoại ra gọi. Sau khi nói vài câu liền cúp máy, nói anh Hoa, bọn họ đều nói không biết, hoặc là có cảnh sát khu khác đến, hoặc là cảnh sát giả. Hoa Hòa Thượng nói, mặc kệ là thật hay giả, tôi cho. Cậu 10 phút điều tra rõ mọi chuyện, tìm được người cho tôi. Nếu bạn của tôi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ chóc. Từng miếng da trên đầu cậu, Vương Siêu sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, hắn ta biết người này sẽ làm được thật. Tôi sẽ lập tức đi điều tra. Hắn ta lập tức trốn sang một bên, không ngừng gọi điện thoại. Lý Dục Thần cũng có chút sốt ruột. Anh biết công phu của Mã Sơn, côn đồ bình thường căn bản không cần sợ. Nếu bọn họ còn làm giả được cả cảnh sát, vậy nhất định là đã bị thiệt lớn bởi Mã Sơn. Hắn hỏi Hoa Hòa Thượng, Tống Tử Kiều là ai? Không biết, nhưng mà tôi biết bố cậu ta, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bích Giã, tên là Tống Tùng Minh. Hoa Hòa Thượng nói, nếu trong vòng 10 phút mà không tìm thấy, chúng ta sẽ đến Tổng bộ Tập đoàn Bích Giã tìm Tống Tùng Minh đòi người. Trong lòng Lý Dục Thần lại cảm thấy rất may mắn, hôm nay Hoa Hòa Thượng lại đột nhiên đi theo anh, nếu không anh sẽ phải tốn không ít công sức mới có thể tìm được. Chỉ chốc lát sau, Vương Siêu trở lại báo cáo, anh Hoa, cha được rồi, Tống Tử Kiều ở Lan Công Quán, chắc hẳn bạn của anh cũng ở đó. Đi, cậu dẫn đường, đi Lan Công Quán, Lý Dục Thần nói. Vương Siêu không biết Lý Dục Thần, nhưng đã sớm nhìn ra ngay cả Hoa Hòa Thượng cũng phải cung kính với Lý Dục Thần. Liền cho rằng anh là vị thiếu gia kia của nhà họ Tiền. Vương Siêu không dám vô nghĩa, lái xe chở Lý Dục Thần và Hoa Hòa Thượng đến Lan Công Quán. Lan Công Quán không xa, chỉ cần 5 phút đã đến. Sau khi xuống xe, ba người liền vội vã đi vào trong. Bảo vệ ở cửa ngăn bọn họ mấy người tìm ai. Ê ê, đang làm gì đấy? Lan Công Quán là hộp đêm của Tập đoàn Bích Giã xây dựng, là nơi xa hoa, người tới đây không phú thì quý. Bình thường Vương Siêu rảnh rỗi cũng hay đến đây, nhưng so sánh với những người giàu có ở nơi này thì hắn ta chỉ là nhân vật nhỏ. Vương Siêu đi về phía trước hai bước, nói chúng tôi tới tìm Tống Thiếu Gia, anh gọi điện cho Tống Thiếu Gia, cứ nói. Hắn ta còn chưa nói xong đã nghe thấy hai tiếng rầm rầm, hai tên bảo vệ đột nhiên bay về sau. Hóa ra là Lý Dục Thần và Hoa Hòa Thượng một trái một phải, mỗi người một cú đá bay hai tên bảo vệ. Vương Siêu sợ tới mức giật mình. Hoa Hòa Thượng đã đi lên, túm lấy một tên bảo vệ, Tống Tử Kiều ở đâu? Tên bảo vệ còn đang chất vấn, ê, sao anh có thể đánh người như thế chứ? Hoa Hòa Thượng vung tay tát tên bảo vệ một cái khiến miệng hắn ta đầm đìa máu, Tống Tử Kiều ở đâu? Còn vô nghĩa nữa tôi sẽ cắt cổ cậu, ở tầng 3. Hoa Hòa Thượng túm lấy cổ áo tên bảo vệ, đi, dẫn chúng tôi đi. Ba người áp giải một tên bảo vệ đi vào bên trong. Tên bảo vệ còn lại đứng lên. Lấy bộ đàm ra. Vương Siêu nói, tên bảo vệ kia đang gọi người, có cần ngăn cản hắn không? Lý Dục Thần và Hoa Hòa Thượng đều không thèm để. Bọn họ đi vào thang máy, Hoa Hòa Thượng đập đầu ên bảo vệ lên tường thang máy, nói quẹt thẻ đi, tầng 3. Bảo vệ liền quẹt thẻ, nhấn tầng 3. Lúc cửa thang máy mở ra, một đám bảo vệ hùng hùng hổ hổ xuất hiện. Hoa Hòa Thượng ném tên bảo an lúc trước ra ngoài như bao cát. Sau đó, anh ta và Lý Dục Thần đồng thời chạy ra ngoài. Vương Siêu chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trong thang máy cũng chỉ còn lại một mình hắn ta. Chờ hắn ta đi ra khỏi thang máy, lúc cửa thang máy đóng lại, toàn bộ đám bảo vệ bên ngoài đã nằm dạp hết xuống đất. Vương Siêu chưa bao giờ nhìn thấy cảnh đánh đấm nào như vậy, không khỏi đứng ngây ra tại chỗ. Chờ hắn ta phản ứng lại, đã thấy Hoa Hòa Thượng và Lý Dục Thần đi xa, liền vội vàng đuổi theo đi. Một nhóm người khác xuất hiện ở đối diện, cầm đầu chính là một người đàn ông trung niên với ánh mắt âm trầm. Vương Siêu nhận ra người này, đây là đại ca xã hội đen nổi tiếng ở vùng này, tất cả mọi người đều gọi ông ta là Anh Long. Lúc Anh Long nổi tiếng, Vương Siêu vẫn chỉ là một tên côn đồ, lúc người ta có thể tắm chung với đại lão xã hội thượng lưu, Vương Siêu chỉ có thể dẫn theo đám đàn em đi thu phí bảo kê trên đường. Mẹ nó tao còn tưởng là ai chứ, tên nhóc kia. Mày ăn gan hùm mật báo hay sao mà cũng dám xông vào Lan Công Quán, Anh Long thấy Vương Siêu liền mắng. Anh Long, Vương Siêu gọi một tiếng theo thói quen,
không phải em, là Hoa. Anh Hoa. Hoa cái đầu mày, anh Long không kiên nhẫn nói, lập tức cút cho tao, hôm nay Tống thiếu gia có việc, ngày mai tao sẽ tìm mày tính sổ. Trong đầu Vương Siêu vừa mới hiện ra một suy nghĩ, cảm thấy có lẽ anh Long sẽ bị đánh. Đã lập tức nhìn thấy anh Long bay ra ngoài. Hoa Hòa Thượng xuất hiện bên cạnh anh Long như một bóng ma, túm lấy cánh tay anh Long bẻ ra phía sau. Tống Tử Kiều ở đâu? Quả nhiên anh Long mạnh hơn đám bảo vệ kia nhiều, mặc dù bị Hoa Hòa Thượng đá một cái, lại bị bẻ cánh tay, nhưng vẫn rất ngông nghênh, hừ một tiếng nói, mày có biết đây là chỗ nào không? Đừng tưởng rằng biết chút công phu là có thể sang bậy, đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào đâu. Vương Siêu rất muốn nói cho anh Long, đây là Hoa Hòa Thượng, là vị sát thần bên cạnh đại tiểu thư nhà họ Tiền. Nhưng trong cổ họng hắn ta lại cứ như bị mắc nghẹn, nói không ra lời. Hoa Hòa Thượng cười lạnh một tiếng, dùng một chút lực vào tay, cánh tay của anh Long đã bị anh ta bẻ gãy. Có là đại ca xã hội đen thì cũng chỉ có thân xác máu thịt, cuối cùng anh Long cũng phải kêu lên thảm thiết. Đám đàn em của ông ta muốn xông lên cứu người. Hoa Hòa Thượng quay đầu lại trừng mắt, trên người bộc phát ra sát khí giống như ôn thần, lạnh lùng nói, ai dám xông lên, tôi sẽ vặn gãy cổ người đớ. Quả nhiên không người nào dám động. Đưa tôi đi tìm Tống Tử Kiều, Hoa Hòa Thượng nói. Anh Long không dám phản kháng, cắn răng chịu đựng đau đớn, gật đầu đáp ứng. Hoa Hòa Thượng áp giải anh Long ở phía trước, Lý Dục Thần và Vương Siêu theo sát phía sau, đám đàn em của anh Long cũng chậm rãi đi theo sau, đến trước một cánh cửa phòng xa hoa. Cửa phòng không đóng kín, tiếng cười đùa của đám đàn ông truyền đến từ bên trong. Tống thiếu, cô ả này đúng là không tồi, rất hãng hái. Thích thì chơi đi, buổi tối hôm nay không chơi chết cô ta thì các cậu cũng không cần trở về nữa. Tống thiếu yên tâm, các huynh đệ cam đoan sẽ khiến cô ta không thể đứng nổi. Ha ha ha, Tống thiếu, tên nhóc kia thì làm sao bây giờ? Nếu còn đánh nữa sẽ chết. Đánh, tiếp tục đánh cho tôi, mẹ nó chứ, ông đây muốn giết chết anh ta. Mấy người cứ tiếp tục nghĩ, nghĩ hết tất cả những biện pháp có thể tra tấn người ra, ai có ý hay, tôi sẽ có thưởng lớn. Cửa phòng bị đạp ra rầm một tiếng, Hoa Hòa Thượng đá anh Long vào. Tống Tử Kiều đang giang tay giang chân ngồi trên ghế sofa chính giữa, thấy anh Long thất tha thất thiểu tiến vào thì mắng, mẹ nó ông vào đây làm gì, vội đi đầu thai à. Sau đó hắn ta chợt nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo, đúng vậy, chính là đến để đầu thai đấy. Một cái đầu bóng loáng xuất hiện ở cửa, Tống Tử Kiều cảm thấy rất quen mắt, suy nghĩ nửa ngày bỗng nhiên nhớ ra hắn ta đã từng nhìn thấy cái đầu bóng loáng này trong một buổi tụ họp của đám cậu ấm. Hoa, anh Hoa, Tống Tử Kiều cảm thấy mình không nói được lên lời. Căn phòng Tống Tử Kiều đang ngồi rất lớn, ngoại trừ đại sảnh xa hoa ra thì còn có những căn phòng nhỏ hơn. Ở trong căn phòng nhỏ đó, Lý Dục Thần phát hiện Trương Diễm Diễm quần áo không chỉnh tề. Bên cạnh còn có hai tên đàn ông cũng ăn mặc không chỉnh ề, đang làm chuyện khó coi. Lý Dục Thần vung tay lên, hai tên đàn ông liền bay ra ngoài, đập vào trên tường, biến thành hai đống thịt nát. Thấy hành động đó của Lý Dục Thần, trong mắt Trương Diễm Diễm hiện lên một luồng ánh sáng, nhưng rất nhanh đã khôi phục tuyệt vọng mà dại ra. Lý Dục Thần tạo ra một cơn gió giúp cô ta phủ thêm quần áo, sau đó nhẹ nhàng điểm mấy huyệt vị trên người cô ta. Cơ thể của Trương Diễm Diễm không có gì đáng lo. Chỉ có vài vết bầm tím và chảy xước rất nhỏ, nhưng tâm hồn cô ta đã bị tổn thương rất nhiều. Lý Dục Thần có thể chữa trị cơ thể cho cô ta, nhưng không có cách nào chữa trị tâm hồn, chỉ có thể để cô ta ngủ trước. Sau đó Lý Dục Thần tìm được Mã Sơn thương tích đầy mình trong một căn phòng nhỏ khác. Mã Sơn bị buộc chặt ở trên một cái ghế, hai chân đặt trên một cái ghế khác, dưới gót chân đặt vài quyển sách. Bọn họ đang áp dụng hình thức tra tấn ghế cọp với Mã Sơn. Trên cái bàn bên cạnh bầy đây những công cụ như kéo, kim, tua vít, dao gọt hoa quả, mỗi một cái đều dính đầy vết máu. Còn có một lọ tương ớt đã dùng một nửa. Khuôn mặt Mã Sơn sưng vù không nhìn thấy ngũ quan nữa, giống như bị ong vò vẽ đốt vậy, khóe miệng dính đầy màu đỏ cũng không biết là máu hay là tương ớt, hoặc là máu trộn lẫn tương ớt. Ánh mắt anh ta lệch đi, đã không mở ra được. Cái tai bên trái đã bị cắt vứt xuống đất. Anh ta còn bị bẻ gãy bẩy. Tám cái xương sườn, từ khuỷu tay đến ngón tay, tất cả các đốt ngón tay gần như đều đã bị bẻ thành dị dạng, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Lúc Lý Dục Thần phát hiện ra anh ta, Mã Sơn đã hấp hối, chỉ còn lại một hơi. Nhìn thấy tình trạng thê thảm của anh em,
lần đầu tiên Lý Dục Thần cảm thấy vô cùng nghẹn khuất và đau đớn. Cho dù Lâm Mộng Đình bị Lâm Thiếu Bình hạ độc, Lâm Vân bị cắt ra xẻo thịt, Đinh Hương bị Lại Xa Xa bắt cóc và hạ cổ, anh đều không tức giận như vậy. Người anh em, xin lỗi, em đã tới chậm. Lý Dục Thần chỉ thấy sống mũi chua xót, chẳng biết từ lúc nào đã có một dòng nước mắt lăn dài trên má. Anh đã quên bao lâu rồi mình không rơi lệ. Lúc trải qua thử thách ở núi Tuyết Côn Luân, anh đã sớm quên đau khổ. Nhưng mà hôm nay, người anh em của mình phải chịu khổ đã đánh thức tình cảm ngủ say của anh dậy. Sư phụ nói, chướng ngại đột phá tiên thiên là giả vờ vô tình. Thái thượng vong tình, nhưng sẽ không vô tình. Điều kiện tiên quyết để vong tình là phải có tình trước. Vô tình thì chỉ có là tà ma. Lý Dục Thần đưa một luồng chân khí vào trong cơ thể của Mã Sơn để bảo vệ tâm mạch, sau đó cho Mã Sơn ăn một viên đan hồi nguyên. Sau đó anh giúp Mã Sơn bẻ thẳng từng ngón tay, chỉnh các đốt ngón tay bị gấy về, khôi phục lại như cũ. Anh còn dùng chân khí chữa trị từng cái xương gãy cho anh ta. Mã Sơn mở to mắt, nhìn thấy Lý Dục Thần, trên khuôn mặt còn chưa hết xương lộ ra vẻ tươi cười, anh biết em sẽ đến mà. Lý Dục Thần nói, anh nghỉ ngơi trước đi, chờ dược. Lực hoàn toàn có tác dụng, em đi một chút sẽ quay lại ngay. Mã Sơn biết anh muốn đi làm gì, cũng không ngăn cản, chỉ nói, để lại tên họ Tống kia cho anh. Được, Lý Dục Thần gật đầu rồi đứng lên, đi ra ngoài. Dưới ánh mắt lạnh như băng của Hoa Hòa Thượng, Tống Tử Kiều và đám đàn em của hắn ta đều như bị hóa đá, không ai dám cử động một cái nào. Hoa Hòa Thượng thấy sắc mặt Lý Dục Thần liền biết mọi chuyện không được tốt lắm. Lý Dục Thần đi đến trước mặt một người trong đó, hỏi, vừa rồi là cậu ra tay với người anh em của tôi đúng không? Người nọ ấp úng, tôi. Lý Dục Thần vỗ vai hắn ta, tôi biết là cậu. Bả vai của người nọ giống như bị thứ gì đó nặng nề đè lên đến mức vang lên những tiếng răng rắc, cả người hắn ta đều lún xuống, toàn bộ xương cốt vỡ vụn, sau đó ngã xuống đất biến thành một thi thể dị dạng. Một trường này có lực chấn áp cực kỳ khủng bố. Sắc mặt đám người bao gồm cả Tống Tử Kiều đều trắng bệch. Ngay cả Hoa Hòa Thượng cũng vô cùng rung động. Đây là trưởng lực gì? Lý Dục Thần lại đi đến trước mặt một người khác. Anh chưa lên tiếng, người đó đã tè ra quần, một vũng nước nóng hổi dưới đất tỏa ra mùi khai tanh. Mày cũng vậy. Lý Dục Thần tát một cái qua, đầu của người này xoay mấy vòng trên vai, cổ vặn xoắn thành dây thừng. Trên đầu người thứ ba quấn vải. Lý Dục Thần vừa nhìn vải đó là đoán được đã xảy ra chuyện gì. Mày đánh ác nhất, đúng không? Tên quấn vải trắng thục một tiếng quỳ xuống đất, dập đầu với Lý Dục Thần, đại ca tha mạng. Đại ca tha mạng, là cậu Tống bảo tôi làm như vậy, không liên quan đến tôi. Mày thích dập đầu thì cứ dập đi, đừng ngừng lại, Lý Dục Thần nói. Tên quấn vải trắng dập đầu không ngừng thật, trán đập xuống đất vang lên thịch thịch. Chỉ lúc sau máu đã chảy ra, nhuốm đỏ cả vải trắng. Nhưng hắn vẫn đập thình thịch, giống như cái máy không ngừng lại. Lý Dục Thần đi đến trước mặt Tống Tử Kiều, nói, hắn nói là mày sai khiến họ làm. Tống Tử Kiều run lên bần bật, nói, không, không phải tôi. Không thừa nhận, thế đâu phải đàn ông, cái thứ đàn ông để lại trên người mày cũng vô dụng, cắt đi thôi, Lý Dục Thần thản nhiên nói. Không, không, nói như vậy, mày thừa nhận là mày sai khiến. Không, không phải tôi. À, không không, phải, không phải. Tống Tử Kiều nói năng lộn xộn. Thuộc hạ bên cạnh còn đang dập đầu, vỏ não cũng đã nứt ra, thịch thịch vang lên biến thành tiếng bức bối, một vũng tương não trộn lẫn với máu chảy ra. Cảnh này, vô cùng quỷ dị khủng bố trong căn phòng tĩnh mịch. Hoa Hòa Thượng cũng phải hít khí lạnh. Cậu Lý này, còn khủng bố hơn nhiều so với tưởng tượng của anh ta. Lý Dục Thần nhìn Tống Tử Kiều, bây giờ tao cho mày một cơ hội, gọi điện kêu người, chỉ cần người mà mày cảm thấy có thể cứu mày, đều được. Mày chỉ có nửa tiếng sau, nếu không ai đến cứu mày, tao sẽ giết mày. Chuyện này, anh muốn giải quyết triệt để, không để lại hậu họa gì. Nói xong, Lý Dục Thần đi vào phòng bao nhỏ bên trong, giúp Mã Sơn điều trị một chút, chắc chắn tình trạng cơ thể của anh ta đã đỡ hơn, bèn dìu Mã Sơn cùng đi ra ngoài. Mã Sơn hỏi đến Trương Diễm Diễm. Lý Dục Thật chỉ vào căn phòng khác nói, trong đó, người không sao, em cho cô ta ngủ rồi, để cô ta ngủ một lúc trước đi. Mã Sơn đoán được đã xảy ra chuyện gì, gật đầu, chỉ là trong mắt lóe lên tia sát ý. Về đến hội trường, Tống Tử Kiều còn đang gọi điện, cánh tay cầm điện thoại cũng run lên như giọng của hắn ta.
dưới đất bên cạnh, kẻ đó vẫn đang dập đầu, chỉ là đầu đã vỡ, chỉ còn lại một nửa. Toàn bộ thuộc hạ còn lại của Tống Tử Kiều đều run rẩy co lại trong góc. Lý Dục Thần dìu Mã Sơn ngồi xuống sofa. Mã Sơn lạnh lùng nhìn, thù hận trong mắt còn đang ngưng tụ. Qua khoảng 20 phút, một đám người xông đến. Kẻ dẫn đầu là một người đàn ông trung niên bụng phệ. Tống Tử Kiều vừa nhìn người đó, liền như gặp được cứu tỉnh, òa khóc xông qua, bố ơi, cứu con. Mau cứu con, người đàn ông trung niên chính là Tống Tùng Minh, chủ tịch của tập đoàn Bích Giã. Tống Tùng Minh ôm Tống Tử Kiều an ủi, không sao, con trai, đừng sợ, có bố ở đây. Nhìn thi thể và tên thuộc hạ vẫn đang dập đầu dưới đất, Tống Tùng Minh kinh hãi. Cũng may ông ta cũng là người trải đời, nhanh chóng kiềm chế nỗi sợ trong lòng mình. Với kinh nghiệm nông cạn của ông ta, trên đời này, không có chuyện gì không thể đàm phán, không có chuyện gì là không thể giải quyết bằng tiền. Hơn nữa, hôm nay ông ta còn mang theo súng. Cậu Hoa, Tống Tùng Minh đã biết có Hoa Hòa Thượng ở đây từ lúc Tống Tử Kiều gọi điện. Hoa Hòa Thượng không nói gì, mà nhìn sang Lý Dục Thần. Lý Dục Thần lạnh lùng nói, hắn đã làm gì, ông tự hỏi hắn. Tôi đã cho hắn nửa tiếng cầu cứu, bây giờ đã hết thời gian, ông cho tôi một lý do không giết hắn, không cho được, tôi sẽ ra tay. Tống Tùng Minh hiểu ra, người thanh niên ngồi trên sofa mới là nhân vật chính. Không biết vị này là cậu mấy nhà họ Tiền. Tống Tùng Minh nhìn thấy Hoa Hòa Thượng rất cung kính với Lý Dục Thần, tự khắc coi Lý Dục Thần là người của nhà họ Tiền. Ông ta thở nhẹ nhõm trong lòng, đối phương đã lên tiếng muốn cho ông ta một lý do không giết, cho thấy có thể ra điều kiện. Hơn nữa người của nhà họ Tiền nổi tiếng là gia phong nho nhã quý ông, ngoại trừ cô cả Tiền nổi tiếng khó nhăn ra, những người khác đều nói lý, dễ nói chuyện. Anh ta không phải họ Tiền, anh ta là bạn của cô Tiền nhà chúng tôi, Hoa Hòa Thượng giải thích giúp. Tống Tùng Minh thở nhẹ nhõm một hơi, thì ra là ỷ vào uy phong của cô cả Tiền, không phải người của nhà họ Tiền thì dễ rồi. Cậu muốn bao nhiêu tiền, nói con số đi, Tống Tùng Minh nói. Lý Dục Thần lạnh lùng nhìn ông ta, lý do này không tính, không còn lại nhiều thời gian đâu, ông không nói ra được lý do, hoặc là không có người khác đến cứu con trai ông, tôi sẽ giết hắn. 10 triệu, Tống Tùng Minh nói. Lý Dục Thần nhìn đồng hồ treo trên tường một cái, còn 3 phút. 50 triệu, Tống Tùng Minh lớn tiếng nói, ông ta cảm thấy 50 triệu đủ để người thanh niên như này động lòng. Còn 2 phút, 100 triệu, thế nào? Lý Dục Thần trầm mặc nói, không thèm để ý. Tống Tùng Minh cau mày, nếu không phải có phần kiêng sợ Hoa Hòa Thượng, ông ta đã không muốn nói chuyện với người thanh niên cuồng ngạo này rồi. 200 triệu. Cậu thanh niên, đừng quá đáng quá, đừng tưởng tôi không dám động vào cậu. Còn một phút nữa, Lý Dục Thần nói. Hừ, là các người ép tôi đấy. Lời này là Tống Tùng Minh nói với Hoa Hòa Thượng. Ông ta lùi lại một bước. Hai tên vệ sĩ đi theo ông ta đến đứng ra, trong tay mỗi người cầm một khẩu súng. Hoa Hòa Thượng cũng phải cau mày. Lại có người rút súng trước mặt anh ta, chuyện này đã từ rất lâu không xảy ra rồi. Hai tay súng này, ở khoảng cách gần như vậy, anh ta có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng Tống Tùng Minh đưa đến tổng cộng 6 vệ sĩ, 4 người khác vây Tống Tùng Minh và Tống Tử Kiều ở giữa, tay của họ nhét trong túi áo, rõ ràng cũng mang súng. Hoa Hòa Thượng không nắm chắc xử lý được 6 tay súng cùng một lúc. Anh ta nhìn Lý Dục Thần, nếu Lý Dục Thần phối hợp. Với anh ta, hai người cùng ra tay, có lẽ có thể làm được. Nhưng Lý Dục Thần ngồi trên sofa, dáng vẻ như không có gì, chỉ nhìn chằm chằm đồng hồ trên tường. Hoa Hòa Thượng thầm kinh ngạc trong lòng, chẳng lẽ ngay cả súng mà anh cũng không sợ. Đã có súng, Tống Tử Kiều vừa nấy còn sợ phát khóc. Lập tức to gan hẳn lên. Lại trở lại với bản sắc cậu ấm ác bá. Ha ha ha, nhóc thối, tao cho mày ngông cuồng này. Mày có giỏi võ công đến mấy, mày có thể lợi hại hơn đạn chắc. Muốn giết bản thiếu gia, kiếp sau đi. Ha ha ha, cuối cùng ánh mắt của Lý Dục Thần rời khỏi đồng hồ trên tường, nói, vốn tưởng rằng con cháu nhà giàu như mày, ít nhiều có thể gọi mấy bạn bè lợi hại đến, ví dụ như cậu ấm nhà họ Viên, xem ra tao đánh giá cao mày rồi. Đã hết thời gian. Các người có thể đi chết rồi. Nhóc thối, mày còn ngông cồng cái gì, chốc nữa ao muồn mày quỳ xuống uống nước tiểu của tao. Tống Tử Kiều hét nói. Dù sao Tống Tùng Minh cũng là người giang hồ, nhìn ra có điều không đúng, dặn dò thuộc hạ, nổ súng, giết chúng đi, tôi chịu trách nhiệm. Nhưng khi vệ sĩ nổ súng, Lý Dục Thần cũng ra tay.
Tiếng súng vang lên, viên đạn ra khỏi nòng. Lý Dục Thần giơ tay. Trong không khí xuất hiện các đường ánh sáng nhỏ như tia sét, lại giống như dây leo phát sáng, tràn ngập. Trong không khí, trong cả căn phòng, thời gian như dừng lại, không gian cũng đông cứng lại, ngay cả viên đạn cũng dừng giữa không trung. Chỉ có ánh sáng tiếp tục lan rộng, quấn lên người mọi người. Tống Tùng Minh và đám người ông ta đưa đến, cùng với thuộc hạ của Tống Tử Kiều đều bị ánh sáng quấn chặt. Hoa Hòa Thượng phát hiện ngoại trừ ý thức của mình, thì đã không còn cảm giác, không động đậy nổi. Anh ta nhìn thấy Lý Dục Thần đứng lên, đi đến giữa phòng, dùng tay nhẹ nhàng cầm viên đạn dừng lại ở đó, ném vào thùng rác ở một bên. Sau đó, Lý Dục Thần đưa bàn tay ra, nắm nhẹ lại. Những đường sáng đó co mạnh lại, âm một tiếng, người bị ánh sáng quấn chặt lập tức tan thành cho bụi. Không gian vụt tối, cảm giác thời gian ngừng trôi biến mất. Tất cả trở lại bình thường. Tống Tử Kiều vừa nấy còn hống hách hét lên phải cho Lý Dục Thần sống không bằng chết liền ngây ngốc. Chỉ trong chớp mắt, bố của hắn ta, Tống Tùng Minh đã biến mất, thuộc hạ của Tống Tùng Minh và thuộc hạ của hắn ta cũng biến mất. Bây giờ chỉ còn lại một mình hắn cô độc. Lý Dục Thần quay đầu nói với Mã Sơn, anh Mã Sơn, giao hắn cho anh đấy. Mã Sơn gật đầu, cầm lên một con dao gọt hoa quả từ trên bàn trà, sát ý mãnh liệt ngưng tụ lại từ lâu trào ra ở trong mắt. Hoa Hòa Thượng rất muốn cho Mã Sơn mượn con dao của mình. Bởi vì dao gọt hoa quả thực sự quá cùn, nếu dùng khoái đao của anh ta, có lẽ Tống Tử Kiều có thể chết nhanh hơn, sẽ không đau đớn quá nhiều. Đương nhiên, Hoa Hòa Thượng sẽ không thương tiếc con người như Tống Tử Kiều. Bây giờ anh ta còn chìm trong chấn hãi Lý Dục Thần giết người vừa nãy. Trải qua ngày hôm nay, Hoa Hòa Thượng cảm thấy nửa đời trước của mình sống vô ích rồi. Trước đó, anh ta còn cực kỳ kích động muốn bái Lý Dục Thần làm sư, và muốn nhường tiền hân đồng cho Lý Dục Thần. Nhưng bây giờ, Hoa Hòa Thượng cảm thấy, mình không xứng, tiền hân đồng có lẽ cũng không xứng. Mặc dù rất khó thừa nhận hai điều này, còn khó chịu hơn giết anh ta, nhưng anh ta vẫn không thể không thừa nhận. Hoa Hòa Thượng đột nhiên hiểu ra rất nhiều chuyện, sau khi chào Lý Dục Thần ra về, cũng không về nhà họ tiền tìm tiền hân đồng, mà chạy thẳng đến chùa Thiên Trúc, quỳ trước mặt đại sư Chí Nhẫn, hối lỗi chuyện cũ, quyết tâm từ nay quy y cửa Phật. Chí Nhẫn thấy anh ta chân thành, bèn thu nhận anh ta làm đồ đệ, ban pháp hiệu Vô Hoa. Từ đó, nhà họ tiền thiếu một Hoa Hòa Thượng, thêm một Hòa Thượng Vô Hoa. Lý Dục Thần không biết mình vô tình đã điểm hóa Hoa Hòa Thượng. Sau khi rời khỏi Lan Công Quán, anh cùng Mã Sơn đưa Trương Diễm Diễm về nhà. Trương Diễm Diễm cần được an ủi về tinh thần, việc này, Lý Dục Thần không giúp được, chỉ có thể giao cho. Mã Sơn làm, nhân lúc trời tối, Lý Dục Thần đến nhà họ Viên. Đây là lúc dạy cho nhà họ Viên một bài học. Muốn cho họ biết, nếu họ còn giở trò mèo sau lưng anh, vậy thì, ngay cả cơ hội tác chiến trực diện trên thương trường cũng không có. Nhà họ Viên là một trong ba thế gia tiền đường, nhưng Lý Dục Thần không biết nhà họ Viên ở đâu, Viên Thế Kiệt có sống cùng gia chủ bọn họ không. Đúng lúc anh lấy điện thoại ra, muốn tìm người hỏi, đột nhiên nhận được cuộc gọi của Từ Hiểu Bắc. Anh Lý, bây giờ anh có thời gian không, tôi muốn gặp anh. Lý Dục Thần thấy hơi kỳ lạ, muộn thế này Từ Hiểu Bắc tìm anh có việc gì. Có chuyện gì, anh hỏi. Tôi có món quà muốn tặng anh, Từ Hiểu Bắc nói. Món quà. Lý Dục Thần cau mày, Từ Hiểu Bắc định giở trò gì, không học hành chăm chỉ, tặng quà cái gì. Anh thấy không vui lắm, nói, quà thì thôi đi, tự lo tốt cho bản thân anh đi, tôi còn có chuyện. Thấy anh định tắt máy, Từ Hiểu Bắc vội giải thích, không không, anh Lý, anh đừng hiểu lầm, không phải quà bình thường, là hai người, họ muốn gây bất lợi cho cô Lâm và cô Đinh Hương, bị tôi bắt được. Cái gì, anh đang ở đâu, tôi đến ngay. Tôi ở số 5 biệt thự Hương Nhã Uyển bên cạnh trường học, tôi gửi định vị cho anh. Từ Hiểu Bắc gửi định vị đến, Lý Dục Thần lập tức chạy qua. Biệt thự Hương Nhã Uyển nằm ở phía sau Đại học Nam Giang, vô cùng yên tĩnh, là nơi yên tĩnh trong náo. Nhiệt, những người sống ở đây đều là người giàu. Với thực lực của Từ Thông, sắp xếp cho con trai một căn biệt thự rất bình thường, dù sao Từ Hiểu Bắc cũng học ở đây 4 năm. Theo định vị tìm được biệt thự số 5. Thì gặp Từ Hiểu Bắc từ cửa đi ra. Anh Lý, Từ Hiểu Bắc kinh ngạc nói, anh đến nhanh thế, tôi đang định ra ngoài đi đón anh đấy, chị An ở nơi này khá nghiêm, người lạ không được vào. Lúc nói đến chị An khá nghiêm, Từ Hiểu Bắc đột nhiên ý thức được, chị An nghiêm như vậy, Lý Dục Thần làm sao vào được. Hừ, hôm khác phải đi khiếu nại,
phí dịch vụ đắt như vậy, bảo vệ lại cho người vào. Gã đâu ngờ, Lý Dục Thần vốn không đi cổng lớn, còn camera ở đây, chẳng có tác dụng với cao thủ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 17.